Mặc dù ông ta ở quan lĩnh nhưng anh muốn tìm thấy ông ta cũng không dễ dàng như vậy, bởi vì hiện tại ông ta đang ở nơi an toàn nhất quan lĩnh, ngoại trừ một số người thì cho dù mạnh như Lý Phủ Đồ cũng không thể đi vào, Lương Cung Nhạn Sương nói. Ý của cô là bây giờ Đồ Thiên Tuyệt đang ở trung tâm quan lĩnh, nơi của ông chủ quan lĩnh. Lâm Thanh Diện hỏi. Trong khoảng thời gian này Lâm Thanh Diện đã tìm hiểu quan lĩnh nên có hiểu biết một chút về mấy nơi ở quan lĩnh, trong đó anh cảm thấy nơi nguy hiểm nhất chính là chỗ của ông chủ quan lĩnh. Chỗ đó là trung tâm của hồ nhân tạo quan lính, có một hòn đảo không nhỏ, trên đó có mấy tòa nhà, ông chủ quan lĩnh và một số người có quan hệ thân thiết với ông ta sẽ ở trên hòn đảo đó. Lâm Thanh Diện đã từng đứng bên cạnh nhìn hồ nhân tạo, anh đứng ở đó có một cảm giác nguy hiểm sờn tóc gáy, cho nên anh không dám thăm dò tòa nhà trên hòn đảo. Khi đó anh còn cảm thấy Lâm Trung Thiên đi đâu cũng không thể xuất hiện trên hòn đảo kia, hiện tại xem ra anh đã đoán hoàn toàn sai. Lương Cung Nhạn Sương gật đầu với Lâm Thanh Diện nói, "Không sai, hiện tại Đồ Thiên Tuyệt đang ở trên đảo nhỏ kia." Hoặc là nói Đồ Thiên Tuyệt chính là ông chủ của Quan Lĩnh, chương 445, truyền thống gia tộc Lương Cung. Lâm Thanh Diện mở to hai mắt, tràn đầy khó tin nhìn Lương Cung Nhạn Sương, sự khiếp sợ không thua gì phản ứng khi anh biết Đồ Thiên Tuyệt là Lâm Trung Thiên. Lương Cung Nhạn Sương nói bây giờ Đồ Thiên Tuyệt đang ở trên hòn đảo kia, trong đầu Lâm Thanh Diện nghĩ tới mấy khả năng anh cảm thấy bởi vì thực lực của Đô Thiên Tuyệt quá mạnh cho nên ông chủ quan lĩnh giữ lại làm vệ sĩ. Hứa Bích Hoài nhìn Lục Thiên Điệp mà bất lực thở dài, cô gần đây đã bị mấy chuyện này làm có chút mệt lòng, cộng thêm Lâm Thanh Diện không ở đây, cô dường như mất đi ý thức, cả người đều trở nên rất yếu ớt. Gần đây trừ chuyện này, bên phía công ty cũng xuất hiện một số vấn đề, Hồng Thành không biết từ đâu xuất hiện một công ty vạn hào, trở thành đối thủ cạnh tranh của công ty hứa ra, đối đầu khắp nơi với công ty hứa ra. Quan trọng nhất là công ty Vạn Hào đột nhiên xuất hiện này có nguồn tài chính rất mạnh, lấy quy mô của công ty hứa ra, ở Hồng Thành cũng tính là công ty lớn rồi, hơn nữa còn có sự giúp đỡ của tập đoàn Thiên Dương, dưới loại tình thế này công ty Vạn Hào vậy mà cũng ở thể đứng vững, điều này khiến Hứa Bích Hoài nảy sinh áp lực không nhỏ. Loại yếu tố hợp lại, trạng thái trước mắt của cô vô cùng kém, hơn nữa không biết tại sao, cơ thể của cô cũng vô cùng yếu ớt, cô cảm thấy bởi vì tâm trạng buồn phiền dẫn đến sức miễn dịch của mình cũng trở nên kém hơn nhiều. Thiên Điệp, cô và tôi là bạn thân, tôi niệm tình nghĩa trước đây, lần này tha cho cô, có điều tôi sau này không hy vọng gặp lại cô nữa, cô dẫn người nhà của cô rời khỏi nơi này đi, Hứa Bích Hoài mở miệng. Lý Huỳnh Thái lập tức muốn mở miệng, Hứa Bích Hoài quay đầu liếc nhìn anh ta, mở miệng nói, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, cậu dân cô ta ra ngoài, thuận tiện giúp cô ta sắp xếp chuyện rời khỏi đây. Thấy Hứa Bích Hoài kiên trì như vậy, lý huỳnh thái chỉ đành im miệng không khách khí nhìn lục thiên điệp mở miệng nói chính vì chị dâu của tôi tính tình tốt nếu không cô sớm đã đến chỗ diêm vương ra báo cáo rồi mau đứng lên đi theo tôi lục thiên điệp đứng dậy tràn ngập cảm kích và hổ thẹn nhìn hứa bích hoài khẽ nói bích hoài cảm ơn cậu nói xong cô ta bèn xoay người đi theo lý huỳnh thái rời khỏi nơi này không có tiếp tục dừng lại đợi lục thiên điệp và lý huỳnh thái rời khỏi hứa bích hoài mới coi như thở phào đưa tay dây dây huyệt thái dương của mình. Lúc này cửa của phòng ngủ bị mở ra, hai người Tống Huỳnh Khanh và Hứa Quốc Hoa đều lén lút đi vào. Hai người bọn họ đều có hơi sợ thủ hạ tính tình nóng nảy bên này Lâm Thanh Diệt, đặc biệt là Tống Huyền Khanh, bà ta cực kỳ ghét Lâm Thanh Diệt, Lý Huỳnh Thái rất có ý kiến với bà ta, mỗi lần nhìn thấy Lý Huỳnh Thái, bà ta đều cảm thấy Lý Huỳnh Thái bất cứ lúc nào sẽ đến đánh cho bà ta một trận, cho nên thấy Lý Huỳnh Thái đến, bà ta cũng trốn đi, chắc chắn Lý Huỳnh Thái đã dẫn Lục Thiên Điệp đi, Tống Huyền Khanh mới đứng thẳng người, đi đến trước hứa Bích Hoài, chất vất Bích Hoài, chuyện này là sao, con suýt nữa bị bọn buôn người bán đi. Chuyện lớn như vậy, con sao không nói với ba mẹ. Hứa Quốc Hoa ở một bên mặt mày cũng lo lắng nhìn hứa Bích Hoài, rõ ràng không ngờ trước đó hứa Bích Hoài đã trải qua chuyện nguy hiểm như vậy. Bởi vì sợ Tống Huyền Khanh và hứa Quốc Hoa lo lắng, hơn nữa sự việc đã được giải quyết rồi. Lạc Tâm mặc dù không bị bắt, nhưng chắc chắn cũng không dám tiếp tục làm ra loại chuyện này nữa, cho nên hứa Bích Hoài không có nói chuyện mình suýt nữa bị bán đi ra ngoài. Nhưng hôm nay Lý Huỳnh Thái đưa Lục Thiên Điệp đến, căn bản không báo trước với cô, khi đến Lục Thiên Điệp bắt đầu nhận sai với hứa Bích Hoài, giải thích với cô ta một lượt chuyện đã trải qua, hứa Bích Hoài biết hai người Tống Huyền Khanh và hứa Quốc Hoa ở trong phòng ngủ chắc chắn đều nghe thấy được, nhưng lại không có cách nào. Con không phải không sao hay sao, hơn nữa sự việc đã được giải quyết, nói cho ba mẹ cũng chỉ khiến ba mẹ lo lắng mà thôi hứa bích hoài giải thích con bớt ở đây nói linh tinh đi ba mẹ vừa rồi ở đây nghe rất rõ ràng người làm chuyện này là ả à lạc tâm đó người phụ nữ đáng sợ của nhà họ lâm đó cô ta còn chưa có bị bắt con sao có thể nói chuyện này đã được giải quyết rồi chứ tống huyền khanh khí thế bừng bừng phản bác một câu giống như chuyện hứa bích hoài làm trời đất khó dung thứ vậy hơn nữa cũng là vì tên sao trổi lâm thanh diện đó mới xảy ra chuyện này mẹ sớm đã nói với con, ở cùng nó, sẽ chỉ mang lại cho con những tài ương, con không nghe, con xem bây giờ ứng nghiệm rồi, Lâm Thanh Diện cũng không ở đây, con cũng gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, nó nếu như vừa trở về, nhà chúng ta đều sẽ không được yên ổn. Khượng lại một chút, Tống Huyền Khanh lại quát lên vài câu. Hứa Bích Hoài vốn dĩ không thoải mái nay lông mày lập tức nhíu chặt, cô không muốn cùng Tống Huyền Khanh nói chuyện này chính là sợ Tống Huyền Khanh lại đem chuyện này đổ lên người của Lâm Thanh Diện mẹ lạc tâm tâm địa bất chính mẹ tại sao lại trách lâm thanh diện mẹ có phải đến cả con uống nước bị sặc cũng phải trách lâm thanh diện không hứa Bích Hoài phản bác Tống Huyền Khanh một câu rõ ràng chính là nó làm nhiều chuyện ác nếu không sao lại có nhiều rắc rối tìm đến cửa như vậy Bích Hoài hôm nay con nhất định phải cho mẹ một thái độ rõ ràng cái tên Lâm thanh diện này sau này không thể tiếp tục xuất hiện ở nhà chúng ta nữa đợi nó trở về con ly hôn với nó nếu không mẹ với ba con không nhận đứa con gái là con nữa thái độ của Tống Huyền Khanh rất cứng rắn. Hứa Bích Hoài vốn dĩ đã rất phiền rồi, bây giờ lại bị Tống Huyền Khanh ép cô đưa ra quyết định, tâm thái của cô lập tức nổ tung. Cho dù ba mẹ cắt đứt quan hệ với con, con cũng tuyệt đối sẽ không ly hôn với Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài mở miệng hét lên. Hứa Bích Hoài, con là con gái ruột của mẹ, mẹ một tay nuôi con trưởng thành, con lại báo đáp mẹ thế này có phải không? Con bây giờ vì một tên sao trổi, vậy mà muốn cắt đứt quan hệ với mẹ, con xứng với ơn nuôi dưỡng nhiều năm mẹ dành cho con sao? Tống Huyền Khanh cũng giống như thuốc nổ bị châm lửa, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Hứa Quốc Hoa ở một bên nhìn hai người, ông ta muốn nói giúp hứa bích hoài, nhưng lại sợ Tống Huyền Khanh chút hết tức giận lên người ông ta, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể im miệng. Con là mẹ nuôi trưởng thành không sai, nhưng con trước nay chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mẹ, mẹ chỉ là vì nhìn Lâm Thanh Diện không thuận mắt thì muốn phá hỏng hạnh phúc của con, mẹ có từng suy nghĩ đến cảm nhận của con không con cũng có cuộc sống của mình mẹ nếu như không thích lâm thanh diện có thể ở riêng với tụi con tại sao mẹ cứ muốn con và lâm thanh diện tách ra hứa bích hoài mặt mày tràn ngập kích động hét lên tống huyền khanh luôn khát vọng nằm quyền khống chế tuyệt đối với hứa bích hoài căn bản không thể nghe lọt lời của hứa bích hoài bà ta đảo mắt mở miệng nói con không phải cảm thấy mình không xứng với lâm thanh diện hay sao nếu trong lòng con cũng có cảm giác này rồi làm gì cứ muốn mặt dày sống chết đi theo lâm thanh diện cái này không phải mẹ bức tống huyền khanh vừa dứt lời hứa bích hoài lập tức yên tĩnh lại không tiếp tục tranh cãi nữa cô chỉ cảm thấy mình bị đâm vào chỗ đau nước mắt không ngừng rơi xuống sau đó cô nhanh chóng xoay người chạy vào trong phòng của mình nặng nề đóng cửa lại hứa quốc hoa thấy hứa bích hoài đi vào phòng thở dài nói với tống huyền khanh có gì không thể từ từ nói bà biết rõ bích hoài khoảng thời gian này rất để ý chuyện này còn cứ muốn nói, bà cảm thấy nó chưa đủ phiền hay sao? Ông im miệng cho tôi, chuyện này không đến lượt ông nói, Bích Hoài còn quá trẻ, nhất định phải trải qua đau khổ mới có thể trưởng thành, tôi đây là vì muốn tốt cho nó, Tống Huyền Khanh rất hiên ngang nói. Nắm đấm của Hứa Quốc Hoa siết chặt lại, trông muốn phản bác Tống Huyền Khanh, có điều cuối cùng ông ta cũng không thể nói ra cái gì, chỉ có thể bất lực thở dài, xoay người đi ra ban công. Cao ốc của công ty Vạn Hào. Phòng làm việc của chủ tịch hứa trai hiệp ngồi ở bên trong cảm nhận khí tức trong căn phòng mặt mày châm say hứa bích hoài chị chắc cũng không ngờ đối thủ cạnh tranh lớn nhất bây giờ của chị chủ tịch của công ty vạn hào sẽ là tôi nhỉ từ rất lâu trước đây tôi đã dự cảm được mình nhất định có cơ hội lật mình không ngờ nhanh như vậy đã có cơ hội rồi lão đại của tôi rõ ràng lợi hại hơn mấy người nhiêu hơn nữa cô ta căn bản không sợ nhà họ lâm ở đằng sau lâm thanh diệt lần này nhiệm vụ cô ta cho tôi chính là không bảng bất cứ giá nào chơi chết mấy người, mấy người đợi đấy cho tôi, mối thù trước đây, tôi nhất định sẽ trả lại. Tự nói với chính mình vài câu, trong mắt của hứa trai hiệp lộ ra sát khí, dường như đã nhìn thấy lâm thanh diện và hứa bích hoài chết dưới lưỡi đao của mình vậy. Lúc này bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng gõ cửa, hứa trai hiệp theo bản năng từ trên ghế đứng dậy, đi đến cửa. Anh ta trước đây luôn làm trợ lý ở một công ty nhỏ, cho nên nghe thấy tiếng cửa sổ thì theo bản năng chạy đến mở cửa sau khi phản ứng lại hứa trai hiệp lại thu tay vừa mới giơ tay về sau đó sải bước đi về phía ghế ngồi nghiêm túc nói một câu vào cửa phòng mở ra một thân ảnh huyền chuyển đi vào hứa trai hiệp nhìn thấy người này bước vào thì bị dọa đứng bật dậy cung kính nói lão đại chị sao lại đến rồi nếu như hứa bích hoài ở đây lúc này thì sẽ phát hiện lão đại trong miệng hứa cha hiệp chính là lạc tâm hai lần hãm hại cô. Hả, bị chạm một cái là phải gả cho người đó sao? Lương cung nhạn xương có chút kinh ngạc, mẹ cô ta xoa đầu lương cung nhạn xương cười nói, đúng vậy, cho nếu con nhất định phải bảo vệ mình thật tốt, đừng để người khác dễ dàng chạm vào chân con, nếu một ngày nào đó con gặp một người có thể giao cả đời mình cho người đó, con mới có thể nói bí mật này cho người đó biết. Nếu có người cướp ép chạm vào chân con thì sao? Lương cung nhạn xương mở miệng hỏi yên tâm đi nhạn xương, với thế lực của nhà lương cung thì sẽ không có ai dám làm vậy, nhưng nếu có người như thế, vậy thì chắc chắn được con cho phép mới có thể xảy ra, trong tình huống này, nếu con không muốn giết người đó, vậy thì gả cho người đó. Audio điện tử võ tấn bền chương 446, không cần cũng được hồng thành Trung Linh Nhi ngồi trên xe may bách màu đen nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng cô ta đầy phức tạp, Cách đó không xa đó là chung cư trước kia của cô ta, cô ta nhớ Lâm Thanh Diện đã tát mình một cái ở đó thì hai mắt Trung Linh Nhi lập tức hiện lên sương mù mờ mị ít. Cô ta thu lại tầm mắt, không nhìn bên kia nữa, cô ta chỉ đi ngang qua nơi này, vốn dĩ cho rằng mình có thể kiềm chế những cảm xúc ở trong lòng, nhưng khi cô ta nhớ lại những chuyện xảy ra hôm đó thì vẫn không thể bình tĩnh được. Lần trước Lâm Thanh Diện đưa Trung Linh Nhi từ quán bar về chung cư, hôm sau trung linh nhi tỉnh lại thì phát hiện một mình cô ta lẻ loi nằm trên giường trong lòng có cảm giác cô đơn khó tả cô ta cảm thấy mình rất đáng thương cô ta chính là cô chủ thương hội thiên nguyên là công chúa trong tay của tất cả mọi người cho dù cô ta muốn thứ gì cũng sẽ có người giúp cô ta lấy nó nhưng ở hồng thành này lại có một thứ mà cô ta không có được cô ta uống say muốn ở bên cạnh người mình thích nhưng lúc tỉnh lại thì phát hiện chỉ có một mình cùng với sự lạnh lẽo và tuyệt vọng cho nên ngày đó cô ta rời khỏi Hồng Thành, cô ta cảm thấy mình không thể tiếp tục nhận lấy đau khổ nữa, có lẽ cả đời này cô ta và Lâm Thanh Diện thật sự không có duyên phận. Sau khi cô ta quay về kinh đô cũng suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy mình thật sự quá cố chấp, nếu cô ta thay đổi suy nghĩ thì có lẽ không đau khổ như thế. Trên thế giới có rất nhiều thứ không có được, cô ta lại là công chúa trong mắt mọi người, nhưng trong chuyện tình cảm thì không có cao quý hay sang hèn, cũng không phải cô ta thích Lâm Thanh Diện thì anh nhất định phải thích cô ta sau khi Trung Linh Nhi nghĩ thoáng thì cảm thấy tâm trạng của mình cũng nhẹ nhõm hơn, cho rằng mình có thể bước ra khỏi chuyện của Lâm Thanh Diện. Bởi vì Trung Thiên Nguyên muốn phân tán sự chú ý của Trung Linh Nhi nên sắp xếp công việc cho Trung Linh Nhi, để cô ta tiếp nhận thương hội Thiên Nguyên trên danh nghĩa, cho cô ta rèn luyện năng lực quản lý công ty. Trung Thiên Nguyên cố ý hỏi Trung Linh Nhi muốn đi đâu tiếp nhận nhiệm vụ vụ, thực tập, ở thương hội Thiên Nguyên, Trung Linh Nhi chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn chọn Hồng Thành. Cô ta muốn biết có phải mình đã thật sự buông tay hay chưa, nếu thật sự muốn bước khỏi chuyện này thì cô ta biết mình không thể không đến Hồng Thành. Trung Thiên Nguyên thấy Trung Linh Nhi cố chấp lựa chọn Hồng Thành cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với yêu cầu của cô ta. Khi Trung Linh Nhi tới Hồng Thành thì mới phát hiện lý do mình nghĩ thông suốt chỉ là tự an ủi bản thân thôi, lúc cô ta nhìn chung cư kia cũng không thể khống chế được cảm xúc của mình thì sao có thể đã nghĩ thông suốt chứ. Cô chủ, lát nữa chúng ta sẽ đến công ty ở Hồng Thành, bởi vì trước đó hội trưởng đã tới đây một lần, cho rằng Hồng Thành là một nơi đáng đầu tư, vì vậy trong khoảng thời gian này đã tăng đầu tư ở Hồng Thành, trước kia chúng ta không có sức ảnh hưởng gì ở chỗ này, nhưng gần đây đã phát triển rất nhiều, hiện tại chúng ta đang nảm giữ một công ty có con đường xuất khẩu lớn mạnh ở Hồng Thành, rất nhiều công ty ở Hồng Thành muốn hợp tác với chúng ta, người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi ngồi ở phía trước giới thiệu với Trung Linh Nhi. Trung Linh Nhi gật đầu nói, tôi nghe nói tập đoàn Thiên Dương đã ăn sâu bén dễ ở đây, chúng ta và tập đoàn Thiên Dương thì ai mạnh ai yếu. Tập đoàn Thiên Dương giống như công ty địa phương, có sức ảnh hưởng rất mạnh ở toàn bộ phía Bắc Hồng Thành, chúng ta thuộc về thương hội, không giống như tập đoàn Thiên Dương, cho nên không nói đến chuyện ai mạnh ai yếu, chúng ta chủ yếu là xuất khẩu, không đụng chạm với lợi ích của bọn họ, cho nên không tồn tại sự cạnh tranh, trung niên nam nhân giải thích một chút. Trung Linh Nhi hiểu lý do vì sao Thương hội Thiên Nguyên và Thiên Dương không tồn tại sự cạnh tranh ở Hồng Thành. Trung Thiên Nguyên biết tập đoàn Thiên Dương là công ty của Lâm Thanh Diện, ông ta cố ý thân thiết với Lâm Thanh Diện nên sẽ không cướp đi miếng bánh của Lâm Thanh Diện. Hôm nay bên cung cấp của chúng ta có một cuộc làm ăn, chủ yếu là liên quan đến hai công ty cạnh tranh theo thứ tự là công ty nhà họ hứa và công ty vạn hào ở Hồng Thành. Công ty nhà họ hứa là công ty uy tín lâu đời ở Hồng Thành, công ty vạn hào là công ty mới nổi, hai bên có yêu và khuyết điểm, không biết cô chủ có hứng thú đi xem hay không. Trên nguyên tắc thì chúng ta cũng có quyền chỉ định nhà cung cấp cho xưởng sản xuất. Người đàn ông trung niên nói một câu. Lúc Trung Linh Nhi nghe thấy công ty nhà họ hứa thì bản năng muốn từ chối. Cô ta biết hiện tại người quản lý công ty nhà họ hứa là ai. Nếu cô ta qua đó thì xác suất nhìn thấy hứa Bích Hoài sẽ rất lớn. Người phụ nữ đã cướp đi trái tim của người đàn ông mà cô ta yêu sau khi Trung Linh Nhi dối rắm một lúc lâu thì thở dài nói, được. Tòa nhà hữu nghị, công ty cung cấp hàng hóa của Thương hội Thiên Nguyên. Lúc này hứa Bích Hoài đang ngồi ở trong phòng nghỉ, thư ký đi theo cô, nhìn có vẻ rất căng thẳng. Chuyện làm ăn lần này vô cùng quan trọng đổi với việc mở rộng thị trường của công ty nhà họ hứa, nếu có thể thành công thì công ty nhà họ hứa sẽ phát triển thêm một tầm cao mới, thật sự bước lên hàng ngũ các công ty đứng đầu hồng thành. Mà cô cũng biết rõ đối thủ lần này của mình là người nào, công ty Vạn Hào đã sống lại sau một đêm ở Hồng Thành, chống đối công ty nhà họ Hứa khắp nơi, âm thầm gây nhiều chuyện cho Hứa Bích Hoài. Đến hôm nay, Hứa Bích Hoài cũng chưa gặp chủ tịch của công ty Vạn Hào, nhưng cô biết lát nữa chủ tịch của công ty Vạn Hào sẽ đến đây tiến hành cạnh tranh với mình. Một lúc sau, cửa phòng nghỉ được mở ra, Hứa Bích Hoài quay đầu nhìn qua, sau khi cô nhìn thấy người tới thì hai mắt lập tức mở to. Hứa trai hiệp sao cậu lại đến đây hứa bích hoài đầy kinh ngạc mở miệng nói hứa trai hiệp nhìn thấy hứa bích hoài trên mặt không hề bất ngờ ngược lại còn mang theo sự trêu đùa hôm nay tôi đến ký hợp đồng làm ăn sao vậy có ai quy định tôi không thể đến đây sao hứa trai hiệp cười lạnh nói trong đầu hứa bích hoài lập tức hiện lên mấy suy nghĩ khó tin mở to hai mắt hỏi cậu đại diện cho công ty vạn hào không tệ hoặc là nói tôi làm chủ tịch của công ty vạn hào nên cân xuất hiện ở đây hứa trai hiệp ngồi đổi diện hứa bích hoài hứa bích hoài đầy kinh ngạc không nghĩ tới công ty vạn hào luôn đổi đầu với công ty nhà họ hứa chủ tịch lại là hứa trai hiệp chị rất kinh ngạc đúng không có phải chị cho rằng hiện tại tôi còn đang vất vả làm công cho người ta đúng không tôi nói cho chị biết đây là phong thủy xoay chuyển năng lực của hứa trai hiệp này không hề thua kém chị nên sẽ có người nhìn ra được nhưng ngược lại là chị một người phụ nữ không biết gì lại ngồi ở vị trí chủ tịch công ty nhà họ hứa lâu như vậy đúng là kỳ thích nếu tôi đoán không sai thì chắc chắn lâm thanh diện đã bỏ tiền ra bù vào nên công ty mới có thể hoạt động hứa trai hiệp châm chọc mỉa mai nói hứa bích hoài nắm chặt tay lại nhìn hứa trai hiệp đừng tưởng rằng dùng mánh khóe công kích lời nói lợi hại thế nào hôm nay tôi đến đây nói chuyện làm ăn là dựa vào thực lực tôi tin ánh mắt của nhà cung cấp không kém đến mức chọn hợp tác với một người chắp tay dâng công ty của gia tộc mình cho người khác, hứa Bích Hoài phản kích một câu. Hứa trai hiệp tức giận, số tiền bán công ty nhà họ hứa vẫn luôn là cái gai trong lòng anh ta. Hừ, mẹ nó đừng ở đây tự cho là đúng, nói thật cho chị biết, chuyện làm ăn này không có phần của chị, chỉ có đến đây cũng uống phí mà thôi, hứa trai hiệp lạnh lùng nói. Hứa Bích Hoài cũng không đặt mấy lời này ở trong lòng, ngồi trên sofa không nói nữa. Không bao lâu, một người đàn ông trung niên đẩy cửa vào, đầu ông ta tròn vo, bụng bia, vóc dáng không cao lắm, có vẻ giống như một thương nhân khôn khéo. Người này là nhà cung cấp hàng của Thương hội Thiên Nguyên ở Hồng Thành, tên là Tôn Thủ Tài. Tôn Thủ Tài mới đi vào phòng nghỉ thì trên mặt hứa Bích Hoài lập tức lộ ra nụ cười, chuẩn bị tiếp đón một chút. Nhưng Tôn Thủ Tài chỉ liếc cô một cái, sau đó vẻ mặt nhiệt tình chào hỏi hứa trai hiệp, hứa trai hiệp còn đắc ý liếc hứa Bích Hoài một cái, trong ánh mắt tràn ngập trào phúng. Hứa Bích Hoài thấy vậy thì trong lòng lột bộp, đột nhiên sinh ra linh cảm xấu. Tôn Thủ Tài và Hứa Trai Hiệp nói vài câu, hai người giống như bạn bè tốt, có vẻ rất thân thiết. Hứa Bích Hoài kiềm nén sự không vui trong lòng, cô đứng lên nói với Tôn Thủ, Tôn Tổng, hôm nay chúng tôi đến bàn chuyện làm ăn, hai người có thể chờ bàn xong chuyện làm ăn hôm nay rồi tiếp tục trò chuyện. Tôn Thủ Tài quay đầu nhìn Hứa Bích Hoài một cái lạnh lùng nói, hôm nay tôi thật sự nói đến chuyện làm ăn nhưng tôi lại hợp tác với trai hiệp liên quan gì đến cô hứa bích hoài thay đối sắc mặt nói không phải ông thông báo công ty chúng tôi và công ty vạn hào đến cạnh tranh sao lúc này tôn thủ tài mới ra vẻ bừng tỉnh cười nói cô nói không sai nhưng thật ngại quá tôi đã chọn công ty vạn hào cho nên không cân nhắc công ty nhà họ hứa nếu không có chuyện gì khác thì cô có thể đi rồi hứa trai hiệp cười lạnh nhìn hứa bích hoài anh ta muốn xem chính là biểu cảm của hứa bích hoài. Mấy ngày trước anh ta tặng cho tôn thủ tài một cặp song sinh theo sở thích của ông ta, thuận tiện nói chuyện hợp tác, nhờ tôn thủ tài diễn kịch với anh ta chơi hứa bích hoài một trận. Tôn thủ tài và hứa trai hiệp cùng một loại người nên đồng ý yêu cầu của hứa trai hiệp, dù sao ông ta chọn ai cũng giống nhau, không bằng chọn một bên có thể mang đến chỗ tốt cho ông ta. Hứa bích hoài, tôi đã sớm nói chị không đủ tư cách đấu với tôi, chị cho rằng mình là cái gì, nói thật cho chị biết hôm nay tôi muốn chị đến đây, muốn nhìn vẻ mặt chị tràn đầy tức giận nhưng không thể làm gì, những gì chị nợ tôi trong quá khứ thì tôi sẽ lấy lại từng chút, hứa cha hiệp mở miệng nói. Hứa Bích Hoài lập tức xù lông, cô nhìn hai người đàn ông cười trên nỗi đau của người khác thì thật sự cảm thấy mình bị đùa giỡn. Cô nhìn chằm chằm hứa cha hiệp mở miệng nói, hứa cha hiệp, tên khốn này. Sau đó cô nhìn về phía tôn thủ tài nói, nếu ông chỉ có một chút uy tín đó thì tôi cho rằng ông cũng không đi xa được, tôi còn khinh thường hợp tác với loại người như ông. Tôn thủ tài biểu môi nói, đừng ở đây ăn không ăn được thì chê nho chua, nhà cung cấp của thương hội thiên nguyên ở Hồng Thành chỉ có một mình tôi, tôi muốn hợp tác với ai thì lập tác, so sánh với cha hiệp thì có đúng là không biết điều, nếu cô chủ động một chút thì tôi không phải không thể hợp tác với cô. Đáng tiếc, loại người như cô mãi mãi không biết được thương trường phức tạp thể nào. Hứa Trai hiệp lập tức nói, cô ta chỉ biết trông coi thằng chồng vô dụng, hợp tác với người này đúng là không thú vị. Tôn Thủ Tài cười ha ha nói, nói rất đúng, nói rất đúng, Lâm Thanh diện đúng là chó ngáp phải rồi, không ngờ có quan hệ với nhà họ Lâm ở kinh đô, đáng tiếc cho dù cậu ta lợi hại thì chuyện làm ăn của vợ cậu ta cũng phải nghe theo tôi. Không biết lấy lòng tôi thì cũng đừng nghĩ đến chuyện lấy được một đồng từ tôi. Hứa Bích Hoài tức giận, lập tức định mang theo thư ký rời khỏi đây đúng lúc này có người đẩy cửa phòng ra, Trung Linh Nhi u ám đi tới. Không nghĩ tới ông làm việc lại dựa vào chuyện người khác lấy lòng minh, nhà cung cấp như ông không cần cũng được. chương 447, anh có tư cách này sao? Mọi người trong phòng khách đều nhìn về phía cửa, không ngờ lúc này sẽ có người bước vào. Tôn Thủ Tài quay đầu lại, liếc nhìn Trung Linh Nhi, phát hiện ra mình không biết cô gái này, cô gái có vẻ như vừa mới lớn, là một thiếu nữ tóc vàng, không ngờ cô lại dám nói ra những điều như thế này với mình, khiến tôn thủ tài rất khó chịu. Anh ta quay lại nhìn Trung Linh Nhị, lạnh lùng nói con nhóc nhà cô từ đâu xuất hiện. Việc buôn bán của tôi thương lượng như thế nào, đến lượt cô lo liệu sao? Nhìn thấy tôn thủ tài còn dám nói với mình như vậy, Trung Linh Nhi càng tức giận, cô đến Hồng Thành đã khó chịu, bây giờ ngay cả một nhà cung cấp cũng dám nói cô là một nhóc con, cô đang tìm cơ hội để chút giận thì tên tôn thủ tài đã chọc vào. Nói lại tôi nghe thử xem, Trung Linh Nhi hét vào mặt tôn thủ tài. Ê, cũng rất có cá tính đấy, cô gái, cô có biết địa bàn này là của ai không? Nếu bây giờ cô nhanh chóng xin lỗi tôi, buổi tối chơi với tôi, tôi có thể xem xét tha cho cô một mạng, nhân tiện còn có thể mang lại cho cô một số lợi ích, nếu không, ha ha, cô sẽ không muốn đối mặt với hậu quả như vậy đâu, tôn thủ tài mặt mũi tràn đầy hèn mọn nói. Ha ha, quản lý tôn, thứ tuyệt vời như vậy, ngàn vạn lần không thể thiếu tôi nhé, cô gái nhỏ này thật xinh xắn, hơn nữa còn có vẻ ngoài ngây thơ, tôi thích nhất chính là như thế, nếu cô ấy thực sự đáp ứng với quản lý tôn anh, anh đừng quên tôi, hứa cha hiệp ở một bên cũng nói một cậu. Hứa Bích Hoài nhìn thấy Trung Linh Nhi bước vào thì hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe những lời của tôn thủ tài và hứa cha hiệp, mặc dù tức giận nhưng lại thương hại cho hai người này hơn. Trước đó cô đã gặp Trung Linh Nhi, được biết cô gái này là đại tiểu thư của Thương hội Thiên Nguyên, công ty mà Tôn Thủ Tài cung cấp là chi nhánh của Thương hội Thiên Nguyên ở Hồng Thành. Tôn Thủ Tài thậm chí còn không biết cô gái này là đại tiểu thư của Thương hội Thiên Nguyên, vừa rồi ông ta nói như vậy, phỏng chừng cô ấy nhất định sẽ không buông tha cho ông ta. Hứa Bích Hoài không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Lâm Thanh Diện và Trung Linh Nhi cách đây một thời gian, cô cũng không biết tình cảm của Trung Linh Nhi dành cho Lâm Thanh Diện là ở mức độ nào. Ấn tượng của cô về Trung Linh Nhi vẫn còn đọng lại ở hình ảnh cô gái có chút sùng bái Lâm Thanh Diện. Cô luôn cho rằng lần trước sau khi Trung Thiên Nguyên đưa Trung Linh Nhi về thì anh không còn gặp lại Trung Linh Nhi nữa, anh không muốn hứa Bích Hoài nghĩ đến những chuyện đã xảy ra sau đó, cho nên anh không nói cho cô biết. Sau đây, xử lý chuyện này như thế nào bây giờ? Tôn Thủ Tài hỏi Trung Linh Nhi với nụ cười xấu xa trên mặt. Hứa Trai Hiệp ở bên cạnh đảo mắt, liếc nhìn Hứa Bích Hoài ở bên cạnh, nói: "Hứa Bích Hoài, không phải cô gái này là do chị tìm đến sao?" tôi nghĩ chị có thể kêu gọi tôn tổng hợp tác với chị chỉ bằng cách tìm một cô gái vô tri như vậy sao đừng ngây thơ nữa chị không có cơ hội đâu tôi khuyên cậu nên giữ mồm miệng cho sạch sẽ cô ấy không đơn giản như hai người nghĩ đâu hứa bích hoài lạnh lùng nói với hứa trai hiệp và tôn thủ tài tôn thủ tài chế nhạo nói chỉ là một cô nàng tóc vàng hoe thôi có cái gì không đơn giản chứ cô mang một cô gái tóc vàng đến dọa tôi cô quá coi thường tôi rồi hứa trai hiệp chế nhạo ánh mắt của anh ta nhìn hứa bích hoài đầy mỉa mai, vậy mà lại cảm thấy một cô gái nhỏ như này không đơn giản, một cô gái nhỏ ở độ tuổi này có gì đặc biệt chứ, trừ khi cô ấy. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu anh, một bóng người xuất hiện ở lối vào phòng chờ, đứng sau Trung Linh Nhi. Người này chính là người đàn ông trung niên đi cùng Trung Linh Nhi, hiện tại là tổng giám đốc của Thương hội Thiên Nguyên chỉ nhánh Hồng Thành, tôn thủ tài không biết Trung Linh Nhi, nhưng không thể không biết vị tổng giám đốc này nhìn thấy người này xuất hiện tôn thủ tài lập tức thay đổi biểu cảm nịnh nọt bước tới kéo trung linh nhi sang một bên cút cho tôi đừng ở đây gây vướng bận tôn thủ tài hét lên sau đó cúi xuống nói với người phụ trách tại sao anh lại tới đây tôi đang ở đây nói về chuyện hợp tác khi đàm phán xong tôi có thể bắt đầu cung cấp cho anh ngay khi tôn thủ tài nói xong người phụ trách trực tiếp giơ tay tát vào mặt tôn thủ tài rồi quát lên ông vừa bảo ai cút đi ông dám kéo cô ấy ông không muốn sống nữa sao? Tôn thủ tài sướng sờ, đưa tay lên sờ mặt, rồi hỏi có phần bối rối, cô gái tóc vàng hoe này đến đây để gây rối, tôi sợ cô ấy sẽ ngăn trở ông. Còn chưa nói xong, người phụ trách đã tát vào mặt tôn thủ tài một lần nữa, khuôn mặt ông ta đầy tức giận, ông ta đưa đại tiểu thư đi xem tình hình ở đây, lúc nãy đi vệ sinh, vừa đi qua liên thấy tôn thủ tài vô lễ với Trung Linh Nhi, còn dám gọi cô là cô nàng tóc vàng hoe, đúng là tự đẩy mình vào hổ lửa. Đây là đại tiểu thư của thương hội Thiên Nguyên chúng tôi. Ông dám nói cô ấy là cô nàng tóc vàng hoe? Tôi thấy ông thật sự ăn gan hùm gan cọp rồi. Người phụ trách hét vào mặt tôn thủ tài. Tôn thủ tài nhất thời trợn tròn mắt nhìn Trung Linh Nhi lúc này đang âm trầm với vẻ mặt đầy khó tin. Ông ta chưa bao giờ nghĩ cô gái có vẻ ngoài ngây thơ này lại là đại tiểu thư của thương hội Thiên Nguyên. Điều quan trọng nhất là ông ta chưa từng nghe nói gì về việc đại tiểu thư của thương hội Thiên Nguyên sẽ đến. Hứa Trai Hiệp đứng bên cạnh còn đang thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao người này vừa bước vào đã bắt đầu cát tôn thủ tài, bây giờ nghe anh ta nói, trong lòng anh ta cũng chấn động, dựng cả tóc gáy. Nếu cô gái này thật sự là đại tiểu thư của thương hội Thiên Nguyên, thì với thái độ vừa rồi của anh ta và Tôn Thủ Tài, e rằng hôm nay hai người đều xong đời. Mặc dù không phải là người của thương hội Thiên Nguyên, nhưng với thái độ trước đây của anh ta, lần hợp tác này nhất định sẽ không thể thực hiện được và lại chọc giận cô chủ của Thương hội Thiên Nguyên, người ta chắc chắn không quan tâm mình là ai, dù sao Thương hội Thiên Nguyên có thể tồn tại ngang hàng với nhà họ Lâm ở Kinh Đôi. Hứa trai hiệp lập tức bắt đầu cảm thấy lo lắng, đồng thời lại cho hứa bích hoài một cái nhìn đầy oán hận, anh ta không hiểu sao người phụ nữ này lần nào cũng có vận may như vậy, mắt thấy đã sắp thành công và mặt hứa bích hoài, mà lâm thanh diện lại không có ở đây, nhưng đột nhiên một đại tiểu thư từ thương hội thiên nguyên lại xuất hiện đại, đại tiểu thư, trước, trước đây tôi không biết, đại tiểu thư, cô bất giận, những điều tôi nói trước đây đều là vớ vẩn, đều là đùa giỡn thôi, cô đừng coi là thật, nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, tôn thủ tài nhanh chóng cầu xin Trung Linh Nhi tha thứ. Trung Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, đùa tôi thôi, ông có tư cách đó sao? Tôn thủ tài lập tức lộ vẻ tuyệt vọng, biết không có cách nào cứu vãn được nữa, trong lòng rất hối hận, nhưng hết thảy đều phí công. Người phụ trách quay đầu lại nhìn Trung Linh Nhi đầy áy náy, hỏi, đại tiểu thư, trước đây tên này đã làm gì với cô, cô hãy nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ không dung thứ. Anh tự hỏi ông ta đi, Trung Linh Nhi nhịn không được mà núi. Người phụ trách ngay lập tức chừng mắt nhìn tôn thủ tài, nói kể lại cho tôi nghe những gì ông đã nói với cô chủ trước đó, nếu sai dù chỉ một chữ, tôi sẽ tìm người cắt lưỡi ông. Tôn thủ tài dùng mình sợ hãi, nhìn Trung Linh Nhi, không dám lơ là, thuật lại những gì mình đã nói với Trung Linh Nhi. Người phụ trách nghe thấy thì giận đến đen mặt, không nói lời nào đã giơ tay tát vào mặt tôn thủ tài hơn chục cái. khuôn mặt của tôn thủ tài bị đánh cho trở nên sưng tím. Tôi tôi sai rồi, tôi biết là tôi sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi. Sau này tôi không dám nữa. Tôn thủ tài nói. Sau này ư, ông không có sau này đâu. Từ nay về sau ông không phải là người cung cấp cho Thương Hội Thiên Nguyên ở Hồng Thành nữa. Tôi khuyên ông đừng xuất hiện ở Hồng Thành nếu không tôi không thể đảm bảo ông sẽ không bị xe tông một ngày nào đó khi đi trên đường đâu người phụ trách lạnh lùng nói tôn thủ tài vẫn muốn thử cứu vãn nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức giận của người phụ trách ông ta biết chuyện này không còn gì để thương lượng nữa nếu nói thêm sẽ chỉ tự chuốc thêm tai họa cho nên ông ta chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ nói tôi tôi biết rồi tôi sẽ rời khỏi hung thành sẽ không bao giờ trở lại đây nữa nói xong tôn thủ tài chật vật rời khỏi phòng xử lý xong tôn thủ tài, người phụ trách lại nhìn hứa chai hiệp, vừa rồi tôn thủ tài vừa bán đứng hứa cha hiệp mà lặp lại lời nói của anh ta. Anh thuộc công ty Vạn Hào nhỉ, dù anh không đến từ thương hội thiên nguyên, anh cũng không có quyền xúc phạm cô chủ của chúng tôi như thế. Bây giờ hãy quỳ xuống xin lỗi cô chủ của chúng tôi và tự tát mình 10 cái, tôi sẽ cho anh sống sót rời khỏi đây, nếu không, anh sẽ phải chịu đựng cơn giận dữ từ thương hội thiên nguyên, người phụ trách nói không chút cảm xúc. Hứa trai hiệp nghiến răng nghiến lợi, anh ta biết việc hợp tác của mình không còn tác dụng gì nữa, nhưng không ngờ lại phải quỳ xuống xin lỗi Trung Linh Nhi, quan trọng nhất là ở trước mặt hứa Bích Hoài. Tất nhiên anh ta không muốn làm như vậy, anh ta vừa chờ mình, trở thành chủ tịch của Vạn Hào, không có lý nào lại quỳ xuống xin lỗi người khác. Nhưng điều anh ta cần đối mặt lúc này chính là đại tiểu thư của Thương hội Thiên Nguyên, nếu không làm theo thì bản thân anh ta cũng biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra anh ta vẫn không có can đảm công khai thách thức thương hội thiên nguyên, ngay cả khi sự hợp tác này được trao cho hứa Bích Hoài, anh ta cũng không phải không có nào cách khác để đối phó với hứa Bích Hoài. Núi xanh còn đó thì lo gì thiếu củi đun, hứa trai hiệp tự an ủi trong lòng, sau đó bước đến trước mặt Trung Linh Nhi, quỳ xuống nói, xin lỗi. Ngay sau đó, 10 tiếng bạt tai giòn giã vang lên trong phòng chờ, trên mặt hứa cha hiệp lập tức hiện lên vài dấu tay chồng lên nhau. Cút ra đi, Trung Linh Nhi lạnh lùng nói. Hứa Trai Hiệp nhanh chóng đứng dậy, ra khỏi phòng chờ, đến bên ngoài tòa nhà hữu nghị. Anh ta liếc nhìn tòa nhà phía sau, ánh mắt đầy âm tàn. Hứa Bích Hoài, đồ khốn kiếp, lại để cho mày thoát được, không biết mày có thể giữ được vận may này bao lâu, chờ đó cho tao, mày sẽ sớm hối hận thôi. Nghiến răng nói một câu, Hứa Trai Hiệp lấy điện thoại di động ra, bấm số của Tông Huyền Khanh. Chương 448, để cậu ta nếm một bài học. Trong phòng chờ, sau khi tôn thủ tài và hứa cha hiệp rời đi, người phụ trách quay lại nhìn trung linh nhi với vẻ mặt áy náy cúi đầu nói cô chủ chuyện này là sai lầm của tôi tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm nếu như cô chủ muốn phạt tôi tôi sẽ không có một câu oán hận nào trung linh nhi nhìn chảm chằm người phụ trách nói sắp tới chúng ta tìm nhà cung cấp cần để ý một chút là được cứ giao cho cô ấy hợp tác lần này đi anh cứ lo chuyện còn lại tôi cần tìm một chỗ yên tĩnh ở một chút nói xong cô ấy liếc nhìn hứa bích hoài với vẻ phức tạp thoáng hiện nơi ánh mắt vâng thưa cô tôi chắc chắn sẽ xử lý các vấn đề tiếp theo người phụ trách nhanh chóng đồng ý trung linh nhi không nói gì cũng không chào hỏi hứa bích hoài xoay người bước ra khỏi phòng nghỉ cô sợ ở lại thêm một lát nữa mình sẽ không kiềm chế được dù sao ở đây hứa bích hoài cũng tương đương với tình địch làm sao cô có thể giữ được bình tĩnh trước tình địch của mình hứa bích hoài vốn dĩ muốn chào trung linh nhi Hai người khá quen biết nhau, Trung Linh Nhi đã giúp cô giải quyết rắc rối vừa rồi, cô cảm thấy mình phải cảm ơn cô ấy. Nhưng cô còn chưa kịp nói thì Trung Linh Nhi đã nhìn cô đầy ẩn ý, quay lưng bỏ đi. Vì lý do nào đó, cô cảm thấy một dấu vết hoang vắng từ ánh mắt và bóng lưng của Trung Linh Nhi. Cô ấy đã phải trải qua điều gì đó tuyệt vọng sao? Đôi mắt nhìn cô vừa rồi như đang nhìn tình địch, nhưng cũng không quá hung hãn. Cô nhớ lần trước khi gặp cô ấy cô ấy vẫn còn là một cô gái hôn nhiên và hoạt bát, tại sao lần này cô ấy lại trở nên kín tiếng hơn rất nhiều. Một vài nghi ngờ hiện lên trong đầu hứa bích hoài, nhưng không ai đến cho cô câu trả lời, cho nên cô không còn cách nào khác ngoài việc ngừng nghĩ về những chuyện này, chuyển sang thảo luận về việc hợp tác với người phụ trách. Vào buổi chiều, trong một quán trà ở Hông Thành, hứa trai hiệp đang pha trà một cách ra hình ra dáng, nhưng anh ta chỉ biết một chút về văn hóa trà, thuần túy là để giả bộ trước mặt người khác, cho nên hành động của anh ta có rất nhiều sai lầm Nhìn không ra một chút tao nhã nào cả Thím ơi, đến nếm thử món trà này đi Đây là loại trà ngon nhất họ có ở đây Bình trà này có giá hơn 3 triệu đồng đấy Hứa trai hiệp mỉm cười nhìn Tống Huyền Khanh ngôi đối diện Tống Huyền Khanh khinh thường nhìn chằm chằm hứa trai hiệp Bây giờ thứ giá trị 3 triệu đồng đối với bà chẳng là gì cả Hứa trai hiệp còn muốn khoe khoang Điều này thật sự chỉ khiến bà coi thường anh ta Trà 3 triệu đồng thì sao? Nếu tôi muốn uống, mỗi ngày tôi đều có thể uống, đừng cố lấy lòng tôi bằng những việc nhỏ nhặt này. Mau nói cho tôi biết hôm nay cậu kêu đến để làm gì. Nếu thật sự muốn nói chuyện, gia đình chúng tôi không liên quan gì đến cậu, cho nên đừng gọi tôi là thím, tôi với cậu không có quan hệ như vậy, Tông Huyền Khanh cong môi nói. Hứa trai hiệp nhất thời hơi xấu hổ, nhưng không để tâm đến lời nói của Tống Huyền Khanh, đứng nói, thím à, thím nói như vậy cũng quá khách khí rồi, chúng ta đều là người nhà họ hứa, sao có thể nói không liên quan đến cháu chứ? Có dám mau thả, đừng nói với tôi về những điều vô bổ này, Tống Huyền Khanh không kiên nhân nói một câu. Nếu thím của cháu đã thẳng thắn như vậy, thế thì cháu cũng xin nói thẳng, lần này cháu gọi thím đến đây là vì cháu muốn xin thím giúp cháu làm một chuyện, hứa cha hiệp nói. Chuyện gì, Tống Huyền Khanh theo bản năng muốn từ chối. Giúp cháu làm công ty nhà họ hứa phá sản, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khóe miệng hứa trai hiệp. Tống Huyền Khanh trực tiếp đứng lên, chửi vào mặt hứa trai hiệp, tôi thấy cậu là buổi sáng bị cửa kẹp cho nát đầu rồi đúng không? Công ty nhà họ hứa là của con gái tôi, cậu nghĩ tôi cũng ngu như cậu sao? Cậu muốn tôi giúp cậu làm phá sản công ty nhà họ hứa? Hứa trai hiệp vội xua tay, nghĩ thầm tính khí của con hổ cái này thực sự là rất cục căn, thím ơi, thím đừng kích động, Ngồi xuống nghe cháu giải thích xong thì thí mô sẽ biết tại sao cháu lại nhờ thím giúp. Tống Huyền Khanh vẫn còn đầy tức giận, bà cảm thấy hứa cha hiệp bảo mình tới đây chính là để đùa giỡn mình, bà chưa đập thẳng ấm trà trên bàn vào mặt hứa cha hiệp là đã tốt lắm rồi. Vậy thì tốt hơn hết cậu nên cho tôi một lời giải thích hợp lý, chỉ cần cậu gây trở ngại cho tôi, tôi sẽ ném ấm trà vào mặt cậu ngay lập tức, Tống Huyền Khanh tức giận nói. Thím à, chẳng phải thím là người ghét Lâm Thanh diện nhất sao? Công ty nhà họ hứa là của Lâm Thanh Diện, còn hứa Bích Hoài chỉ là người làm việc cho Lâm Thanh Diện. Thím nên hy vọng công ty nhà họ hứa phá sản mới đúng chứ? Hứa Trai Hiệp nói. Cậu đang ở đây nói chuyện vớ vấn gì đấy? Công ty nhà họ hứa rõ ràng là của Bích Hoài, sao có thể là của Lâm Thanh Diện được? Bích Hoài mới là chủ tịch công ty nhà họ hứa. Tống Huyền Khanh chừng mắt nói. Thím không biết đó thôi, hứa Bích Hoài chỉ là chủ tịch trên danh nghĩa lúc đầu Lâm Thanh Diện đã mua lại công ty nhà họ hứa từ cháu, chẳng lẽ cháu lại không biết chuyện này? Hứa trai hiệp không nói Lâm Thanh Diện đã mua công ty nhà họ hứa với giá 3.000 đồng, vấn đề này là vết nhiều vĩnh viễn trong cuộc đời anh ta. Cậu nói gì, Lâm Thanh Diện mua công ty nhà họ hứa từ cậu, vậy không phải là của Bích Hoài sao? Tống Huyền Khanh mở to mắt ngay lập tức. Hứa trai hiệp nhìn thấy phản ứng của Tống Huyền Khanh, anh ta lập tức mỉm cười, biết chuyện này có hy vọng, nói thím, đừng ngây thơ, sao Lâm Thanh Diện có thể thực sự tốt bụng trao công ty nhà họ hứa cho hứa Bích Hoài được chứ? Anh ta chỉ nhờ hứa Bích Hoài làm chủ tịch trên danh nghĩa của công ty nhà họ hứa mà thôi, nhờ chị ấy giúp quản lý công ty, anh ta chỉ cần trả chút tiền lương. Lâm Thanh Diện thực sự đủ thông minh, bề ngoài thì giao công ty cho hứa Bích Hoài cho chị ấy quản lý, nhưng trên thực tế, chị ấy chỉ được nhận mấy đồng lương ít ỏi, đây hoàn toàn chính là tìm một nhân công giá rẻ. Hứa Bích Hoài tin tưởng Lâm Thanh Diện quá nhiều, thì cũng không thử nghĩ xem, anh ta dính líu quan hệ MS với nhà họ Lâm thì làm sao có thể ngây thơ như vậy. Nghe thấy lời nói của hứa trai hiệp, Tống Huyền Khanh chậm rãi ngồi xuống lại, vẻ mặt đầy kỳ quái, hỏi những gì cậu nói là sự thật sao? Bích Hoài chỉ làm công cho tên Lâm Thanh Diện không biết xấu hổ đó sao? Chẳng lẽ cháu còn nói dối thím, nếu thím không tin cháu, thím có thể kiểm tra trên mạng xem người nắm giữ công ty nhà họ hứa là ai, cháu không cần phải nói rõ thím về loại chuyện này, hứa trai hiệp trịnh trọng nói. Cho nên cậu tìm tôi, thật ra là muốn đối phó với Lâm Thanh Diện. Tống Nguyên Khanh hỏi. Hứa trai hiệp gật đầu, nói theo cháu biết, bây giờ thím rất chán ghét Lâm Thanh Diện, anh ta có quan hệ với nhà họ Lâm, quen biết nhiều nhân vật lớn như vậy, thím không có khả năng đối phó với anh ta, thím vẫn muốn hứa Bích Hoài tiếp tục làm công cho Lâm Thanh Diện sao? Biết đâu một ngày nào đó anh ta sẽ bỏ lại hứa Bích Hoài, cao chạy xa bay với số tiền kiếm được, thím thực sự muốn một kết quả như vậy ư. Tống Huyền Khanh ngay lập tức bắt đầu suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy lời nói của hứa trai hiệp cũng có lý. Lâm Thanh Diện là người của nhà họ Lâm, bây giờ hứa Bích Hoài hoàn toàn bị Lâm Thanh Diện dắt mũi, không chừng một ngày nào đó Lâm Thanh Diện sẽ ném hứa Bích Hoài đi, mà cô thì vẫn đang ngu ngốc kiểm tiền cho Lâm Thanh Diện. Chuyện này thực sự không công bằng với con gái bà, nhưng không có cách nào để nói cho cô biết, chỉ cần bà nói, hứa bích hoài nhất định sẽ nói giúp lâm thanh diện thầy tống huyền khanh dao động hứa trai hiệp tiếp tục cháu không thể nói cháu hoàn toàn là vì thím cháu hiện là chủ tịch tập đoàn vạn hào công ty nhà họ hứa là đối thủ cạnh tranh của cháu cháu làm việc này cũng là vì bản thân nhưng nếu đôi bên cùng có lợi thì ai lại từ chối chứ thím nói xem có đúng không cậu muốn tôi làm gì tống huyền khanh nhìn chằm chằm hứa trai hiệp hỏi rất đơn giản một lát nữa cháu sẽ cung cấp cho thím một tài liệu thím chỉ cần tìm cách để hứa bích hoài ký tên vào tài liệu đó, cháu có thể khiến công ty nhà họ hứa tuyên bố phá sản, phần thường là cháu sẽ cho cô 90 tỷ, sau đó thím có thể tìm cách đưa hứa bích hoài rời khỏi Hồng Thành đến một nơi mà Lâm Thanh Diện không tìm được, như vậy thím có thể thoát khỏi anh ta, sống một cuộc sống thoải mái, hứa trai hiệp nói lại kế hoạch của mình. Trong thẻ này có 30 tỷ, nếu thím đồng ý hợp tác với cháu thì thím có thể mang thẻ này đi ngay, khi mọi việc xong xuôi, cháu sẽ đưa cho thím 60 tỷ còn lại. Nói xong, hứa trai hiệp lấy thẻ ngân hàng ra đặt lên bàn. Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm tấm thẻ hồi lâu, bây giờ bà không quá ham tiền, nhưng bà ta vẫn muốn hứa hứa bích hoài rời khỏi Lâm Thanh Diện, mà những gì hứa trai hiệp nói quả thật là một cách tốt. Bây giờ Lâm Thanh Diện không ở Hồng Thành, nếu bà ta làm theo những gì hứa trai hiệp nói, sợ khi Lâm Thanh Diện trở về, chỉ e là không tìm thấy ở nơi đâu nữa. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Tống Huyền Khanh thở dài nói, đưa tài liệu của cậu nói ra đây. Hứa trai hiệp ngay lập tức cười, đưa cho Tống Huyền Khanh tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Tống Huyền Khanh nhận lấy, nhân tiện cầm lấy thẻ ngân hàng trên bàn, đứng lên, nói tôi sẽ tìm cách để bích hoài ký tên lên đây. Tôi hy vọng cậu có thể thực sự làm công ty nhà họ hứa phá sản, cho Lâm Thanh Diện một bài học. chương 449, tôi chỉ tin vào bản thân mình quan lĩnh sau khi Lâm Thanh Diện rời khỏi biệt thự của Lương Cung Nhạn Sương, anh đi một mình trên con đường dẫn tới quan lĩnh, trong đầu nghĩ đến những thông tin mà Lương Cung Nhạn Sương đã nói với anh. Mặc dù bị sốc vì Lâm Trung Thiên là đồ thiên tuyệt, hơn nữa còn trở thành ông chủ của quan lính, nhưng trong lòng Lâm Thanh Diện còn ngạc nhiên hơn vì điều đó có nghĩa là Lâm Trung Thiên chưa chết và lại sống ở đây có vẻ khá tốt. Trước đó anh đã từng loay hoay không biết làm sao có thể lên đảo Hồ Nhân Tạo và vào trong để gặp Lâm Trung Thiên, dù sao cũng có quá nhiều nguy hiểm rình rập xung quanh đảo hồ nhân tạo, nếu không được cho phép, anh chỉ có một mình, chỉ e là không có cách nào để lên được đó. Nhưng ngay sau đấy anh đã hiểu ra, anh muốn gặp Lâm Trung Thiên, chắc hẳn ông cũng muốn gặp anh, mặc dù anh không biết tại sao những năm này ông không rời khỏi Quan Lĩnh, hay tại sao ông lại trở nên khát máu giết chóc như vậy, nhưng trong lòng Lâm Thanh Diện chắc chắn, Lâm Trung Thiên vẫn là người cha yêu thương anh. Nếu Lâm Trung Thiên biết Lâm Thanh Diện đã đến Quan Lĩnh, ông nhất định sẽ tìm cách gặp anh, như vậy anh không cần phải đến đảo Hồ Nhân Tạo mà chỉ cần tìm cách để ông biết anh đang ở đây là được. Trước kia khi Lâm Thanh Diện tham gia cuộc thi đấu võ đài cũng đã gây động tính không nhỏ, nhưng chuyện này chắc không lọt vào tai của Lâm Trung Thiên, dù sao thì mức độ ấy cũng không đáng để ông chủ của quan lĩnh quan tâm. Tuy nhiên có lẽ Lâm Trung Thiên đã biết về cuộc chiến của anh với Lý Phủ Đồ trong quán ba ngày hôm nay, Lâm Thanh Diện vừa mới nghe thấy rất nhiều người thảo luận về vấn đề này trên đường đi, việc xuất hiện một người ở quan lĩnh có thể bất phân thẳng bại với lý phủ đồ là một vấn đề tương đối quan trọng những người bên dưới nhất định sẽ nói cho lâm trung thiên biết chuyện này điều đó cũng có nghĩa là lâm trung thiên chắc sẽ sớm cho người đến tìm anh đưa anh đến đảo hồ nhân tạo nghĩ đến đây trong lòng lâm thanh diện có phần hưng phấn đã rất nhiều năm không gặp cha mình không biết khi gặp lại sẽ có loại cảm xúc gì đang đi về phía trước một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Diện ngẩng đầu lên thì phát hiện đó là Lý Hắc Thán. "Lão đại, anh mới tự do ở quan lĩnh bao lâu đâu mà lại sao lại gây chuyện lớn như vậy, về khả năng gây chuyện, tôi không thể so sánh được với anh." Lý Hắc Thán lo lắng nói. Lâm Thanh Diện nghi ngờ liếc anh ta một cái rồi hỏi, "Ý anh là sao? Xảy ra chuyện gì à?" Nhìn thấy ánh mắt không biết gì của Lâm Thanh Diện, Lý Hắc Thán càng bất lực hơn, nói, "Hai ngày sau sẽ cử hành cuộc thi đăng thiên thê ở quan lĩnh." cuộc thi này đã gần 3 năm không được tổ chức, đoán xem ai sẽ tham gia cuộc thi này nào. Ai, trong lòng Lâm Thanh Điện hơi kinh ngạc, không ngờ lại có người thách đấu đăng thiên thê, vừa rồi anh đã biết được thực lực của Lý Phủ Đồ, 10 người đứng đầu trong bảng chiến thần cũng không phải đều là trình độ cỡ Lý Phủ Đồ, nhưng mấu chốt là những người tham gia đăng thiên thê phải thử thách từng người một trong vòng một ngày, khó hơn rất nhiều so với việc chỉ đơn giản là giao đấu với Lý Phủ Đồ dù thực lực có mạnh nhưng khi thử thách đến mức cuối cùng phải đối mặt với Lý Phù Đồ, kẻ thách thức lúc đó có thể đã kiệt sức. Có thể tưởng tượng Đăng Thiên Thê khó khăn đến thế nào. Là anh đấy, Lý Hắc Thán không ngờ Lâm Thanh Diện thực sự không biết chuyện đó, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ không nói nên lời, anh đã chọc tức người nào vậy, lại để người ta sắp xếp cho anh Đăng Thiên Thê, một lần sắp xếp Đăng Thiên Thê phải tiêu những 9.000 tỷ đấy. Lâm Thanh Diện nhướng mày, không ngờ lại có người sắp xếp cho anh đăng thiên thê, điều này anh không ngờ tới. Lúc bấy giờ, điện thoại di động lưu viên thủ đưa cho anh vang lên, anh lấy ra xem thử, thấy trong đó nói hai ngày nữa cho anh tham gia đăng thiên thê, bảo anh chuẩn bị cho tốt. Lâm Thanh Diện suy nghĩ một chút, liền đoán được chuyện này hẳn là do Thượng Quan Môn sắp xếp để trả thù anh, với tính cách và thế lực gia tộc của Thượng Quan Môn thì rất có thể chỉ 9.000 tỷ đế chống lại Lâm Thanh Diện. Anh lập tức nhíu mày, không ngờ vừa mới tìm ra manh mối của lâm trung thiên thậm chí rất có khả năng trong thời gian ngắn này có thể nhìn thấy ông vậy mà lại gặp phải rắc rối như vậy có vẻ như anh đã quá xem thường thượng quan môn rồi tôi có thế không tham gia không lâm thanh diện hỏi nghĩ nếu lâm trung thiên là ông chủ của quan lĩnh thì với tư cách là con trai của ông anh có thể từ chối tham gia tất nhiên là không ngay cả khi anh là con trai của ông chủ quan lĩnh nếu có người đã trả tiền để sắp xếp cuộc thi này thì anh cũng phải tham gia đây là quy định ở quan lĩnh đương nhiên con trai của ông chủ quan lĩnh cũng không có khả năng có tên trong bảng chiến thân lý hắc thán nói mặc dù chỉ đang nói ví von nhưng không ngờ chó ngáp phải ruồi anh ta đã nói chúng vẻ mặt lâm thanh diện bất lực thầm nghĩ anh đã đoán sai rồi con trai của ông chủ quan lĩnh đã có tên trong bảng chiến thần lại còn đang đứng trước mặt anh trước tiên anh nói cho tôi biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại sao đột nhiên lại có người sắp xếp cho anh đăng thiên thê Lý Hắc Thán nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, hỏi. Lâm Thanh Diện nói ngắn gọn về mâu thuẫn giữa anh và thượng quan môn trong quán bar, sau khi nghe chuyện này, Lâm Thanh Diện lập tức hiểu ra. Thực sự là rất giống với phong cách của thượng quan môn, anh định làm gì tiếp theo? Nếu tham gia vào đăng thiên thê, kết cục của anh 89 phần 10 là khó thoát khỏi cái chết, cũng không phải tôi cảm thấy anh không đủ thực lực, nhưng đăng thiên thê quá khó, 10 người chống chọi với một mình anh, không thế nào kiên trì nổi đâu lý hắc thán cau mày nói lâm thanh diện cười nói nếu không có cách nào trốn tránh vậy thì tôi chỉ có thế căn răng kiên trì thôi anh thực sự là không sốt ruột chút nào ngược lại tôi còn sốt ruột hơn anh lý hắc thán đảo mắt nhìn lâm thanh diện nếu sốt ruột có ích thì tôi cũng giống anh rồi lâm thanh diện nói lúc này cách đó không xa có mấy người đi về phía lâm thanh diện và lý hắc thán lâm thanh diện ngẩng đầu nhìn phát hiện chính là thượng quan môn dẫn đầu, mà những người đi theo sau thượng quan môn là những cao thủ trong bảng chiến thần trong quán ba trước đó. Thượng quan môn mang theo vẻ mặt diễu cợt, sau khi đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, anh ta nói với giọng cười trên nỗi đau của người khác, "Sao, anh thích món quà tôi đã chuẩn bị cho anh không?" Khuôn mặt của các cao thủ trong bảng chiến thần phía sau cũng tràn đầy châm chọc, mặc dù trước đó thực lực của Lâm Thanh Diện trong quán ba khiến bọn họ phải kinh ngạc nhưng sau khi biết Lâm Thanh Diện sắp tham gia đăng thiên thê, họ không hề sợ anh nữa. Theo quan điểm của họ, đối với hầu hết mọi người, đăng thiên thê không khác gì tìm đến cái chết. Lâm Thanh Diện trong mắt bọn họ chẳng qua là một con sâu đáng thương, hai ngày nữa sẽ chết mà thôi, cho dù lợi hại thế nào cũng không cần thiết phải sợ hãi nữa. Tốn tiền của anh quá, Lâm Thanh Diện nhẹ giọng nói. Thượng quan môn bị lời nói của Lâm Thanh Diện làm cho nghẹn học, suýt nữa ho khan, anh ta vốn muốn nhìn Lâm Thanh Diện xấu hổ, nhưng không ngờ tên này thật sự dám tiếp lời mình. Nhưng ngay lập tức anh ta hừ lạnh một tiếng, nói anh ít ở đây giả vờ với tôi đi, đăng thiên thê có ý nghĩa như thế nào, chắc hẳn anh rất rõ ràng, thực lực của anh mạnh như lý phủ đồ thì sao chứ, hai ngày sau vẫn phải nộp mạng. Các cao thủ trong bảng chiến thần phía sau cũng lập tức chế nhạo anh. Thật đáng thương, cứ tưởng anh ta ngang hàng với Lý Phủ Đồ, người này ở quan lĩnh nhất định sẽ tỏa sáng. Nhưng lại phải chết sớm như vậy. Anh ta đáng bị như thế, ai bảo anh ta khiêu khích thiếu gia thượng quan, loại thằng thiểu não này, dù có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Tôi thực sự hy vọng Đăng Thiên Thê có thể đến thật nhanh, đã nhiều năm không có ai tham gia thử thách này, tôi không biết Lâm Thanh Diện có thể đạt đến cấp độ bao nhiêu. Sau khi nhóm người chế nhạo Lâm Thanh Diện một cách cay nghiệt, họ rời khỏi đây dưới sự dẫn dắt của thượng quan môn. Lâm Thanh Diện không nói gì, thậm chí không thèm cùng những người này tranh luận. Lý Hắc Thán thở dài bất lực, nói có qua được kiếp này hay không, chỉ có thể xem ý trời. Tôi chỉ tin vào bản thân mình, Lâm Thanh Diện mỉm cười nói với Lý Hắc Thán. Sau đó, Lâm Thanh Diện kêu Lý Hắc Thán đi làm việc của mình, mặc dù anh không nắm chắc với Đăng Thiên Thê hai ngày sau đó, nhưng anh cũng không sợ, anh cũng có lá bài tẩy của riêng mình, nếu liều mạng thì cũng không thể không vượt qua khiêu chiến Đăng Thiên Thê, dù sao năm đó Lâm Trung Thiên cũng sống sót được đó thôi, là con trai của ông ấy, anh làm sao có thể sợ. Lâm Thanh Diện đi về biệt thự nơi mình ở, vừa tới cửa biệt thự, mới mở cửa liên nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đen, vẻ mặt tỉ mi ngồi ở sofa ở bên trong. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã về, người đàn ông trung niên lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Đi với tôi một chuyến, ông chủ của chúng tôi muốn gặp anh. Hồng Thành, gia viên chăn tuy. Vì chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với Vạn Hào, tâm trạng của hứa Bích Hoài được cải thiện, cô tự tay vào bếp làm một món ăn. Nấu xong cô mang ra đặt ở trên bàn, lúc này Tống Huyền Khanh liên mang theo một sấp tài liệu lớn đi tới. Bích Hoài, gần đây mẹ đã mua một vài bảo hiểm, mẹ muốn nhờ con làm người bảo lãnh, con giúp mẹ ký vài chữ đi. Tống Huyền Khanh mỉm cười, nói với hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài không ngờ Tống Huyền Khanh lại đi mua bảo hiểm một mình cô nhớ tổng huyền khanh đã nghĩ bảo hiểm đều là gạt người tuy nhiên cô cũng không suy nghĩ nhiều tống huyền khanh muốn mua bảo hiểm cũng là một chuyện tốt ít nhất là một sự đảm bảo cho tương lai cô cầm tài liệu trên tay tống huyền khanh xem qua thì thấy đó đúng là hợp đồng bảo hiểm cảm thấy không có vấn đề gì lớn cô cầm lấy cây bút trên tay tống huyền khanh bắt đầu ký vào mẹ ơi thực ra mẹ nhận người bảo lãnh thì có thể viết tên cha con không cần thiết phải viết tên con đâu hứa bích hoài nói một câu tống huyền khanh ngay lập tức lên tiếng viết tên của ông ấy ông ấy nghĩ hay lắm nếu mẹ xảy ra chuyện gì ông ấy cũng sẽ không khá hơn hứa bích hoài bất lực lắc đầu tất cả những chỗ cần ký đều ký vào sau khi ký xong hứa bích hoài vào bếp nấu ăn nhìn thấy hứa bích hoài đã đi vào bếp tống huyền khanh lập tức rút ra một văn kiện từ những hợp đồng bảo hiểm đó liếc nhìn những dòng đã ký bên trên trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng đây là tài liệu hứa trai hiệp đưa cho bà ta. Chương 450, cha con gặp nhau quan lính, hòn đảo hồ nhân tạo. Lâm Thanh Diện đi theo người đàn ông trung niên kia ngồi một chiếc du thuyền đến đây, trên đường đi người đàn ông nọ không nói một câu nào, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng đầy thấp thỏm, anh biết, chuyện quản ba cộng thêm chuyện của Đăng Thiên Thê đã khiến Lâm Trung Thiên biết anh đã đến đây. Cũng chính bởi vì có người tới dẫn anh đến hòn đảo hồ nhân tạo, Lâm Thanh Diện mới xác định Lương Cung nhạn xương có thể không nói dối anh. Đồ Thiên Tuyệt chỉ là bí danh của Lâm Trung Thiên, thân phận thật sự của ông là cha của Lâm Thanh Diện. Nếu không, ông chủ của quan lĩnh không thể nào bởi vì chút chuyện như thế mà đã đưa Lâm Thanh Diện đến khu vực nòng cốt nhất của quan lĩnh. Người đàn ông trung niên mang Lâm Thanh Diện đến một tòa biệt thự rộng rãi ở chính giữa bên trên hòn đảo hồ nhân tạo. Lâm Thanh Diện chú ý tới bổn phía biệt thự này có không ít người đang canh gác. Người đàn ông trung niên mang Lâm Thanh Diện tới. Những người kia càng đánh giá Lâm Thanh Diện rất nhiều lần Lâm Thanh Diện cảm nhận được những người chung quanh biệt thự này đều có thực lực khá mạnh mẽ Những người này mang đến cho anh một cảm giác Một cảm giác có chút giống lý phủ đồ mang đến cho anh Khiến anh ngửi được mùi nguy hiểm nhàn nhạt, nhạt Nếu như một người chỉ là khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy có một chút nguy hiểm Vậy nhiều người như thế cùng tại một chỗ Đối với Lâm Thanh Diện mà nói Chính là tương đương với nguy hiểm kinh khủng rồi Anh vô cùng rõ ràng nếu như anh dám có dị động gì ở chỗ này, khẳng định sẽ bị những bảo vệ canh giữ ở bốn phía biệt thự này xông lên xử gọn trong nháy mắt. Người đàn ông trung niên mang lâm thanh diện đến lầu hai biệt thự, nơi này trang trí vô cùng cố xưa, nhìn qua rất có cảm giác niên đại, thang lầu là chất gỗ, một bên trên tường bầy đầy sách. Chờ một lúc sau khi đi vào, đừng có bất cứ suy nghĩ gì bất lợi đối với ông chủ của chúng tôi, nếu không tôi không nghĩ cậu sẽ muốn thấy kết cục của việc đó. Mãi đến lúc này, người đàn ông trung niên mới nói một câu với lâm thanh diện lâm thanh diện gật nhẹ đầu anh tới đây chính là vì tìm lâm trung thiên sao có thể gây bất lợi cho ông rất nhanh hai người đi tới bên cạnh phía trước một căn phòng người đàn ông trung niên ngừng lại nói với lâm thanh diện đi vào đi lâm thanh diện nhẹ gật đầu hít sâu một hơi sau đó đấy cửa gian phòng kia ra mặt mũi tràn đầy trịnh trọng đi vào phía bên trong đây là một thư phòng bốn phía gian phòng đều là giá sách bên trên trưng bày nhiều loại sách, mà tại phía đông của gian phòng, bày một cái bàn vô cùng cổ xưa, trên mặt bàn đặt nhiều loại văn kiện, xem ra khi làm việc mới dung đến, chỉ có điều lúc này bên kia cũng không có người ngồi. Ánh mắt lâm thanh diện hướng phía bên cạnh nhìn sang, phát hiện ở cửa số bên kia, một người đàn ông mặc quần màu đen đứng đó, áo sơ mi trắng, mái tóc hơi rối. Người đàn ông đối mặt với cửa sổ, đưa lưng về phía lâm thanh diện, chỉ một cái liếc mắt, Lâm Thanh Diện liền từ trên bóng lưng của người này đọc ra được rất nhiều tang thương cùng hương vị khát máu muốn che giấu cũng không che giấu nổi. Đây là khí chất đặc biệt của loại người ham mê giết chóc mới có, trước kia Lâm Thanh Diện từng tiếp xúc những người như thế này, những người kia đại đa số đều là kẻ điên, giết người khiến bọn hắn hưng phấn, cho nên trên người bọn hắn đều có mùi máu tanh. Trong nháy mắt đầu tiên cảm nhận được khí chất của người này, trong lòng Lâm Thanh Diện sinh ra một loại cảm giác xa lạ, anh chưa từng cảm nhận được cảm giác này ở Lâm Trung Thiên, cho nên trong đầu vô thức cho rằng người này cũng không phải là Lâm Trung Thiên. Anh vừa muốn mở miệng, người đứng bên cửa số kia liền xoay người qua, nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện chú ý tới trên mặt của người này có hai vết sẹo như con rết, phân biệt trên trán và một bên má, nhìn qua dữ tợn kinh khủng, cho người ta một loại cảm giác áp bách vô hình. Ở trong ánh mắt của ông dường như mang theo sát khí và khát máu ngập trời, dường như chỉ riêng việc chạm mắt với ông một cái thôi là đã khiến cho người ta hóa rồ. Cũng may định lực của Lâm Thanh Diện tương đối mạnh, nếu đổi thành một người bình thường, vẻn vẹn vừa rồi đối mặt cái nhìn kia thì đã khiến tâm trí con người ta sinh ra e ngại vô tận, từ đó theo bản năng bắt đầu run rẩy. Lâm Thanh Diện quan sát tỉ mỉ người phía trước mắt này, người này và Lâm Trung Thiên trong trí nhớ của anh khác biệt rất lớn, lần đầu tiên nhìn thấy ông, Lâm Thanh Diện liền muốn nói người này không phải là Lâm Trung Thiên là anh Lâm rồi. Nhưng theo quan sát, anh phát hiện một chút đặc điểm trên người trước mắt này chậm rãi trùng khớp với Lâm Trung Thiên. Mặc dù đã rất nhiều năm chưa từng thấy ông, nhưng ký ức năm sâu trong nội tâm của Lâm Thanh Diện đối với Lâm Trung Thiên vẫn vô cùng rõ ràng, coi như người này cùng Lâm Trung Thiên trong trí nhớ của anh khác nhau vô cùng lớn, nhưng Lâm Thanh Diện vẫn có thể xác định rằng người này chính là cha anh, người mà bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn tìm kiếm. Lâm Trung Thiên nhìn thấy phản ứng của Lâm Thanh Diện, đã sớm đoán trước, trên mặt ông lộ ra một nụ cười, bởi vì trên mặt tồn tại hai vết sẹo kia, ông cười lên cũng cho người ta một loại cảm giác rất khủng bố. Con của ta trưởng thành rồi đây, nhìn trông giống một người lớn rồi, so với trước khi ta đi, khí chất trầm ổn đi không ít, không tệ, xem ra đã trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa rồi, lâm trong thiên mở miệng, giọng nói khàn khàn và châm thấp. Khoảnh khắc lâm thanh diện nghe được giọng nói này, cảm xúc phía trong lòng góp nhặt hồi lâu lập tức liên cuồn cuộn sôi trào, hốc mắt của anh cũng bắt đầu nóng lên, chuyện này đối với Lâm Thanh Diện từ trước đến nay luôn trầm tĩnh tỉnh táo, có thể thuần thục khống chế cảm xúc của mình mà nói, là chuyện vô cùng hiếm có. Cha, Lâm Thanh Diện mở miệng, giọng nói cũng đã có chút run giấy. Lâm Trung Thiên đi hướng về phía anh, sau đó giang tay ra với anh, hai người cùng ôm nhau một cái, Lâm Trung Thiên vỗ vỗ bả vai Lâm Thanh Diện, cười nói, không tệ, không hổ là con trai của Lâm Trung Thiên ta, ta liền biết con có thể tìm tới manh mối ta để lại, cũng tìm đến đây, không uống công ta đợi con nhiều năm như vậy. Lâm Thanh Diện kìm nén cảm xúc kích động muốn khóc, mặc dù anh biết đây là biểu hiện bình thường, có điều anh đã thiên về không bộc lộ tâm tình của mình ra bên ngoài, cho dù kích động hơn nữa, anh cũng sẽ không để mình biểu hiện ra quá rõ ràng. Trên lầu chuông ở nơi xa, một người đàn ông đang cầm kính viễn vọng giám sát tình hình an toàn trên hòn đảo Hồ Nhân Tạo xuyên qua cửa số, thấy được bên trong Lâm Trung Thiên đang cười với Lâm Thanh Diện, thân thể đều là khẽ run rẩy. Ông, ông chủ thế mà cười rồi, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Lâm Trung Thiên một cái, mở miệng hỏi cha, mấy năm nay cha đã trải qua những gì? Tại sao con nghe được tin tức từ người khác nói cha đã trở nên khát máu giết chóc, cha là một trong hai người thành công vượt qua đăng thiên thê duy nhất ở quan lĩnh, sau khi cha vào đây thì đổi tên thành đồ thiên tuyệt rồi sao? Vì sao cha lại trở thành ông chủ của quan lĩnh? Mục đích cha tiến vào đây là gì? Trong lòng Lâm Thanh Diện có quá nhiều thắc mắc, muốn có được đáp án từ Lâm Trung Thiên, anh không có cách nào tưởng tượng, gia chủ nhà họ Lâm năm đó, làm thế nào từng bước một biến thành đồ thiên tuyệt giết người không chấp mắt, mà Lâm Trung Thiên lại là dựa vào đâu mà trở thành ông chủ của quan lính. Lâm Trung Thiên nghe thấy những câu hỏi này của Lâm Thanh Diện, cũng không quá mức ngạc nhiên, ông biết anh chắc chắn sẽ hỏi những điều này, mà có vẻ như cũng đã vì Lâm Thanh Diện chuẩn bị xong đáp án. Trước tiên ngồi xuống đã, chuyện này không phải trong một lúc có thể giải thích rõ ràng, ta chậm rãi nói cho con. Hơn nữa con phải tin tưởng, cho dù ta biết thành đồ thiên tuyệt giết người không chấp mắt, hay ông chủ của quan lĩnh, ta cũng vẫn là người cho năm xưa của con, ta biết thành thế này cũng chỉ là bất đắc dĩ, hy vọng con có thể hiểu được. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu ngồi xuống cùng Lâm Trung Thiên nhát trên ghế sa lông bên kia. Tên ra bây giờ đúng là đồ thiên tuyệt, năm đó sau khi tiến vào quan lĩnh, ta đại khái sát giới, giết sạch sành xanh tất cả mọi người cùng ở trong một gian phòng với ta. Đồ thiên tuyệt là tên hiệu nhưng người kia đặt ra cho ta, mang ý nghĩa ta sẽ đổ sát sạch sẽ tất cả mọi người, về sau ta cũng chậm rãi tiếp nhận cái tên hiệu này, dùng nó làm tên của mình. Đồ thiên tuyệt nói một câu với Lâm Thanh Diện, biểu cảm hơi xúc động, đương như hồi tương lại thời gian lúc trước, khởi gọi lên một ít cảm xúc chống lòng. Lâm Thanh Diện căng thẳng nhìn Lâm Trung Thiên Nhất, mở miệng hỏi tại sao cha phải làm như vậy? Cha tiến vào quan lĩnh, chính là vì giết người sao? Đương nhiên không phải, chỉ có điều những người kia quả thực đáng chết, sau khi ta tiến vào đến quan lĩnh, không thể khống chế thù hận trong lòng mình cho nên lựa chọn dùng loại phương thức giết chóc này để giải tỏa. Ta cũng không rõ ràng khi đó mình tiến vào trạng thái gì, tóm lại đáy lòng có một thứ xúc động, thúc đẩy ta làm như vậy. Lúc đó ta cảm thấy, tất cả mọi người ở trong quan lĩnh đều đáng chết, giọng Lâm Trung Thiên bình thản nói. Thù hận trong lòng, Lâm Thanh Diện nắm chắc trọng điểm. Đúng, Lâm Trung Thiên nhẹ gật đầu, ông chủ quan lĩnh đời trước, chính là hung thủ sát hại ông con. Quay run list tỷ lệ ăn tính thế nào? Audio điện tử võ tấn bền. chương 451, kẻ thù nhà họ Lâm, Lúc hai từ, ông nội, này lọt vào tai Lâm Thanh Diện, anh sửng sốt một lát, rồi bao nhiêu nghi vấn trong lòng cũng được sáng tỏ. Trước giờ Lâm Thanh Diện chưa từng gặp ông bà nội mình, trong ký ức của anh, gia đình chỉ có hai người Lâm Trung Thiên và Lạc Hân, lúc đó nhà họ Lâm đã một tay che trời ở Kinh Đô, nhưng Lâm Thanh Diện biết rõ, thành tựu của nhà họ Lâm không phải do Lâm Trung Thiên thừa kế lại, mà là ông từng bước dẫn dắt người nhà họ Lâm rồi đạt được. Hồi nhỏ, Lâm Thanh Diện cũng từng hỏi Lâm Trung Thiên về chuyện của ông bà nội, nhưng lúc đó ông chỉ dùng sự im lặng và tiếng thở dài vô tận để trả lời anh. Sau nhiều lần hỏi, nhưng lần nào Lâm Trung Thiên cũng phản ứng như vậy, điều này đã làm Lâm Thanh Diện ý thức được, có lẽ chuyện của ông bà nội là nỗi đau nào đó trong lòng Lâm Trung Thiên, nên sau này anh không hỏi lại nữa. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Lâm Trung Thiên nhắc đến chuyện ông nội với Lâm Thanh Diệt, anh không thể ngờ rằng Ông nội mình lại bị ông chủ đời trước của quan lĩnh sát hại. Nên Lâm Trung Thiên dù biết trong quan lĩnh ẩn chứa vô số nguy hiểm, có thể bước vào rồi sẽ không có cách nào đi ra được nữa, nhưng vẫn cố chấp đi vào, đồng thời vì trong lòng đè nén sự thủ hận, nên vừa bước vào đã bắt đầu tàn sát để phát tiết lửa giận trong lòng mình. Trong ấn tượng của Lâm Thanh Diện, Lâm Trung Thiên là người thận trọng nghiêm túc, trước mặt anh, ông luôn trầm ổn, hướng nội, là người mang tới cảm giác đáng tin cậy cho người khác. Chỉ có lúc hỏi đến chuyện ông bà nội, Lâm Trung Thiên mới im lặng, Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được sự bất an từ ông, cũng thấy sự thù hận trong mắt ông. Có lẽ là vì sau khi Lâm Trung Thiên bước vào quan lĩnh, đã không kiểm soát được cảm xúc của mình, nên tạo thành một trận đẫm máu. Lâm Thanh Diện cũng giống hệt Lâm Trung Thiên, nếu đối lại là anh, sau khi ông bị người trong quan lĩnh giết, chỉ sợ anh cũng sẽ gây ra một trận thảm sát để giải tỏa cơn giận trong lòng mình. Nên năm đó bà đột một mất tích là vì tiến vào quan lĩnh báo thù cho ông nội sao lâm thanh diện hỏi lâm trung thiên gật đầu hít sâu một hơi rồi nói không sai quả thật đây là nguyên nhân quan trọng nhất tất nhiên cũng còn vài nguyên nhân khác nguyên nhân gì ạ à? lâm thanh diện hỏi có phải con rất muốn biết tại sao ba trở thành ông chủ quan lĩnh đúng không đây cũng là một trong những nguyên do ba tới đây không chỉ muốn báo thù cho ông nội con mà còn muốn nắm giữ quan lĩnh trong tay lâm trung thiên trả lời năm đó ba đột một rời đi là vì nắm được một cơ hội tốt nhờ sự giúp đỡ của một vài người nữa sau khi tiến vào được quan lĩnh ba đã gây ra một trận thảm sát một mặt là vì không kiêm chế được sự hận thù trong lòng mặt khác là vì muốn làm suy yếu sức mạnh lúc đó của quan lĩnh nên mỗi lần lên võ đài ba đều dốc hết sức lực giết chết đối thủ đến đăng thiên thê cuối cùng ba đã giết sạch cao thủ hàng đầu quan lĩnh để sức mạnh quan lĩnh rơi vào thời điểm suy yếu nhất rồi ba nhân cơ hội này giết chết người đứng đầu quan lĩnh dưới sự phò trợ của những người tình nguyện giúp ba, ba đã trở thành ông chủ nơi này. Nghe đến đây, Lâm Thanh Diện liền tỏ vẻ đăm chiêu, không ngờ Lâm Trung Thiên lại có người giúp đỡ, anh cứ tưởng ông sẽ chiến đấu một mình, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy chuyện này không khả thi cho lắm, cho dù thực lực Lâm Trung Thiên mạnh đến đâu, cũng không có cách nào giết sạch cao thủ hàng đầu trong quan lính, rồi nắm giữ nơi này được. Cao thủ được quan lĩnh bồi dưỡng nhiều không đếm xuế, không thể nào vì chuyện ông chủ bị giết mà dễ dàng khuất phục nên chắc chắn lúc đó Lâm Trung Thiên vẫn còn người giúp đỡ. Vậy những người đã giúp ba là ai? Trong lòng Lâm Thanh Diện tràn đầy tò mò, nên cất tiếng hỏi. Lâm Trung Thiên cười đáp, giờ con vẫn chưa đạt tới trình độ tiếp xúc với mấy người này, vì bất kỳ người nào trong số họ cũng đáng sợ hơn người con từng biết, nếu không thật sự cần thiết, tốt nhất con không nên tiếp xúc với họ. Lâm Thanh Diện gật đầu, biết thật ra Lâm Trung Thiên không nói là vì muốn bảo vệ anh, thế giới này vẫn còn nhiều thứ anh chưa đủ hiểu biết có nhiều chuyện, quả thực anh chưa đủ trình độ để hiểu. Ba nghĩ có lẽ con vẫn đang nghỉ ngờ tại sao sau khi đã trở thành ông chủ quan lĩnh rồi, ba lại không quay về tìm con, đúng không? Lâm Trung Thiên hỏi. Lâm Thanh Diện gật đầu ngay, đây cũng là điều anh đang băn khoăn, nếu Lâm Trung Thiên trở thành ông chủ quan lĩnh rồi, chắc chắn khi ông quay về Kinh Đô, nhà họ Lâm sẽ trở thành gia tộc đứng đầu thế giới, mà hai chị em Lạc Hân và Lạc Tâm cũng bị trừng phạt nghiêm khắc hơn. Lâm Trung Thiên thở dài bất đắc dĩ nói, "Không phải ba không muốn quay về, mà là vì từ khi trở thành ông chủ nơi này, ba không thể rời khỏi quan lĩnh được nữa. Đây là cái giá ba phải trả cho những người đã giúp đỡ ba, ba phải luôn canh giữ trong quan lĩnh, giờ ba không thể nói cho con biết một số bí mật liên quan đến quan lĩnh, nhưng ba tin sớm muộn cũng có một ngày, con sẽ phát triển đến trình độ có thể tiếp xúc với những chuyện đó." Lâm Thanh Diện không ngờ Lâm Trung Thiên không quay về tìm mình là vì nguyên nhân này. Đồng thời cũng cảm thấy như vậy mới có lý, dù gì cũng không có ai vô duyên vô cớ giúp đỡ Lâm Trung Thiên, bất kỳ chuyện gì cũng phải trả giá. Vậy giờ ba vẫn không thể ra khỏi đây sao?" Lâm Sóc Dương hỏi. Lâm Trung Thiên gật đầu đáp, không sai, với tình hình trước mắt của quan lính, ba hoàn toàn không có khả năng rời đi, cũng không biết ba phải duy trì tình trạng này bao lâu nữa. Lúc nói câu này, giữa hai hàng lông mày của Lâm Trung Thiên hiện lên vẻ hụt háng rõ ràng ông cũng có khát vọng muốn trở lại thế giới bên ngoài nhưng rất nhanh ông đè xuống cảm xúc này rồi cười nói nhưng ở đây cũng không có gì không tốt năm đó quan lĩnh chỉ đơn giản là nơi giải trí cho mấy tập đoàn hàng đầu thế giới hoàn toàn không thể so bì với mấy gia tộc đứng đầu thế giới nhưng giờ qua nhiều năm nỗ lực ba đã gây dựng thực lực quan lĩnh ngày càng lớn mạnh cũng tích lũy được nhiều của cải và sức mạnh giờ mãi sức mạnh trên chiến thân bảng chỉ là tầng ngoài cùng của quan lĩnh có thể nói với hoàn cảnh hiện tại cho dù là mấy gia tộc đứng đầu thế giới, cũng chưa chắc vượt qua được quan lĩnh. Đây cũng là nguyên do tại sao thượng quan môn cảm thấy quan lĩnh không đáng được nhắc đến, nhưng lương cung nhạn xương lại cực kỳ kính nể quan lĩnh, thậm chí còn rất hứng thú với con trai ông chủ quan lĩnh. Chỉ có số ít người biết về sự đáng sợ của quan lĩnh hiện tại, như gia tộc của thượng quan môn không hề hiểu rõ tình huống này, mấy người không chịu cập nhật tin tức mới nhất thường sẽ vì thế mà chịu thiệt thòi lớn. Lâm Thanh Diện thở một hơi dài, cảm thấy mọi nghỉ vấn trong lòng mình đều được giải đáp tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều đúng lúc này lâm thanh diện chợt nhớ tới chuyện lâm trung thiên chỉ nhắc đến ông nội chứ không nói tới bà nội nên tò mò hỏi ba ba chỉ nói đến chuyện ông nội bị ông chủ đời trước của quan lĩnh sát hại vậy bà nội đâu giờ bà nội vẫn còn sống chứ lâm trung thiên thở dài lắc đầu nói bà nội con còn rời khỏi thế giới này trước ông nội con nhưng cái chết của bà ấy không hề bình thường chuyện này liên quan đến bí mật lớn nhất và kẻ thù lớn nhất của nhà họ Lâm chúng ta, đây cũng là chuyện ba muốn nói với con nhất. Lâm Thanh Diện lên tinh thân ngay, nghiêm túc lắng nghe những gì Lâm Trung Thiên nói. Cái chết của ông nội con là do ông chủ đời trước của quan lĩnh gây ra, nhưng ông ta chỉ nhận tiền làm việc thôi, lúc đó ông chủ quan lĩnh đã hợp tác với kẻ thù lớn nhất của chúng ta, đó là gia tộc Công Tôn. Gia tộc Công Tôn xếp thứ ba trong số các gia tộc đứng đầu thế giới, Gia tộc này nắm giữ gần 1 phần 5 huyết mạch kinh tế trên toàn cầu, người bình thường không thể nào tưởng tượng được sức mạnh mà họ đang nắm giữ. Vì vấn đề phát triển gia tộc, hiện nay gia tộc Công Tôn chủ yếu hoạt động ở khu vực người nước C ở Mỹ, gia tộc bọn họ phát triển từ nước, sau khi đạt đến cấp bậc thế giới, họ lại không muốn quay về nước nữa, thậm chí còn lơi xem thường sự phát triển ở trong nước, đây cũng là nguyên nhân để ba có cơ hội gây dựng nên nhà họ Lâm, bà nội con là vì chuyện gia tộc Công Tôn mà mắc bệnh nặng sâu lo quá mức mà chết, bà mới mất chưa được bao lâu, bên gia tộc công tôn đã bắt tay với ông chủ đời trước của quan lính. Xuống tay với ông nội con, chỉ có mình ba là may mắn sống sót, chịu đựng nhục nhã, thông qua các mối quan hệ mà ông nội con để lại năm đó, rồi gây dựng viên nhà họ Lâm. Năm đó gia tộc công tôn không coi ba ra gì, cho rằng ba chỉ là con kiến chẳng làm ra được tích sự gì, nên chẳng thèm đoái hoài tới, nhưng khoảng thời gian trước, Bọn họ đã điều tra ra mối quan hệ giữa ba và nhà họ Lâm ở kinh đô, với phong cách của mấy người gia tộc Công Tôn, chỉ sợ không bao lâu nữa, bọn họ sẽ ra tay với nhà họ Lâm, bọn họ rất thích đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay. Nói xong, Lâm Trung Thiên lại thở dài. Lâm Thanh Diện khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao nhà họ Lâm lại chọc đến kẻ thù ở cấp bậc này. Tại sao gia tộc Công Tôn lại muốn đối đầu với chúng ta? Lâm Thanh Diện hỏi. Bởi vì họ Lâm không phải là họ của tổ tiên chúng ta, trong đời ông nội con, chúng ta cũng mang họ Công Tôn, chương 452, các người dám cầm nó không? Lâm Thanh Diện bỗng trợn tròn mắt, nhìn Lâm Trung Thiên với vẻ không dám tin, rõ ràng câu nói này của ông đã làm anh cực kỳ chấn động. Ý của ba là chúng ta cũng là người gia tộc Công Tôn. Lâm Thanh Diện hỏi, nếu là trước đây thì đúng là vậy, nhưng giờ thì không phải, chúng ta đã đổi thành họ Lâm, nên giờ chúng ta là người nhà họ Lâm không có bất kỳ quan hệ gì với gia tộc công tôn, Lâm Trung Thiên nói. Ba, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lâm Thanh Diện nóng lòng muốn biết đáp án. Năm đó ông nội sống cô đơn lẻ loi trong gia tộc công tôn, vì ông ấy bị tất cả anh em của mình xa lánh, cộng thêm việc không nhận được tình thương từ ông bà cố con năm đó, đã làm ông ấy rất yêu sầu khi sống trong gia tộc công tôn. Ông bà cố con vừa qua đời, anh cả của ông nội con liền trở thành gia chủ gia tộc công tôn, ông ta không thích ông nội con, nên bắt tay với mấy anh em khác đuổi ông nội con ra khỏi gia tộc ông nội con bị đồn vào đường cùng đành phải quay về nước phát triển trong mắt mấy người gia tộc công tôn hành động đó thật nực cười vì trước giờ bọn họ luôn xem thường ông nội con nhưng sau này ông nội con lại phát triển rất tốt hơn nữa có lúc còn tạo rắc rối ngược lại cho gia tộc công tôn anh cả của ông nội con cũng vì chuyện này mà ghi hận trong lòng rồi lên kế hoạch sát hại ông nội con nên chúng ta sớm không còn là người gia tộc công tôn nữa Chúng ta họ Lâm, còn gia tộc Công Tôn là kẻ thù lớn nhất của nhà họ Lâm chúng ta. Mục đích ba tới Quan Lĩnh là vì muốn tiêu diệt gia tộc Công Tôn, nhưng tiếc rằng giờ ba không thể rời khỏi Quan Lĩnh được. Cũng may ba vẫn còn có con, con không hề làm ba thất vọng. Giờ sức mạnh của Quan Lĩnh đã đạt tới trình độ ngang bằng gia tộc Công Tôn rồi. Nấy năm nay ba đã âm thầm sắp xếp rất nhiều chuyện ở thế giới bên ngoài, mặc dù có thể gia tộc Công Tôn sẽ nhanh chóng xuống tay với nhà họ Lâm ở kinh đô. Nhưng con đừng lo, ba đã sắp xếp mọi chuyện rồi, nên chúng ta không cần phải sợ bọn họ. Lúc nói, vẻ mặt Lâm Trung Thiên trả đầy khí phách, rõ ràng ông rất tự hào về sự tích lũy trong mấy năm qua của mình. Ông cũng sớm đoán ra, Lâm Thanh Diện sẽ tới đây tìm ông, đến lúc đó ông sẽ để anh trở thành người đại diện của quan lĩnh ở thế giới bên ngoài. Lâm Trung Thiên không thể đi ra ngoài, nhưng những cao thủ ở đây thì có thể, cũng có thể mang theo một lượng lớn của cải trong quan lĩnh, như vậy đã đủ rồi sau khi Lâm Thanh Diện hiểu rõ tình huống trong quan lĩnh, biết được thực lực của nơi này thì không hề sợ hãi trước bất kỳ gia tộc cấp bậc thế giới nào nữa. Ba, con sẽ báo thủ giúp ba, hơn nữa con cũng có trách nhiệm đi báo thủ cho ông nội, sau này việc tiêu diệt gia tộc công tôn sẽ là nhiệm vụ của con, nhưng trước mắt con phải đối mặt với việc khiêu chiến đăng thiên thê, đợi đến khi con vượt qua hết khiêu chiến này, con mới có thể tiếp tục được, Lâm Thanh Diện nói. Lâm Trung Thiên sửng sốt một lát rồi nói, trong quan lĩnh, ý kiến của ba là to nhất không ai dám trái lại mệnh lệnh của ba ba có thể giúp con hủy thẳng lần khiêu chiến này lâm thanh diện mỉm cười nói không cần đâu ba chỉ là một cuộc khiêu chiến thôi nếu năm đó ba có thể làm được thì người làm con như con cũng không sợ hãi ba yên tâm con sẽ không làm ba thất vọng đâu nghe lâm thanh diện nói vậy lâm trung thiên sửng sốt một lát rồi vui mừng vỗ vai anh nói không hố là con trai lâm trung thiên ba đã vậy thì ba sẽ để con thử thách xem như cho con rèn luyện rồi ông nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện hỏi, lần đăng thiên thế này là do cậu chủ gia tộc thượng quan sắp xếp, giữa con và cậu ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thanh Diện cũng không giấu giếm, kể hết những chuyện đã xảy ra sau khi mình tới đây cho Lâm Trung Thiên nghe. Lâm Trung Thiên nghe xong thì hít mắt lại, trong nháy mắt từng hơi thở tàn nhẫn bộc phát ra từ trên người ông, dọa Lâm Thanh Diện giật mình. Trước giờ nhà thượng quan luôn không biết tốt xấu, ba cũng chướng mắt với bọn họ rồi. Nếu cậu chủ nhà họ dám làm khó con trai ba, vậy ba sẽ nhân cơ hội này để cho họ biết, bọn họ vẫn chưa có tư cách gây sự với con trai Đồ Thiên Tuyệt Ban." Lúc nói giọng điệu Lâm Trung Thiên mang theo vẻ uy nghiêm làm người khác không thể chống lại, Lâm Thanh Diện nghe ông nói vậy thì tim không khỏi run lên. Xem ra mấy năm nay, Lâm Trung Thiên thật sự trở thành người có chỗ đứng trong nhóm người đứng đầu thế giới, tốt xấu gì nhà thượng quan cũng là gia tộc hàng đầu thế giới nhưng trong mắt lâm trung thiên gia tộc này hoàn toàn không có tư cách đứng ngang hàng với quan lĩnh xem ra nhà thượng quan sắp gặp xui xẻo vì thượng quan môn rồi hai người lại trò chuyện với nhau về những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua của mình lâm trung thiên vừa nghe lâm thanh diện kể lại chuyện hai chị em lạc hân lạc tâm xong thì cũng lộ vẻ cảm khái không ngờ trước đây bản thân lại cưới phải người phụ nữ tâm địa rắn rất như vậy rồi Lâm Trung Thiên lại bảo Lâm Thanh Diện quay về chuẩn bị cho cuộc khiêu chiến đăng thiên thê vào hai ngày sau. Sau khi anh vượt qua khiêu chiến, ông sẽ sai người dẫn Lâm Thanh Diện ra ngoài, đến lúc đó, bọn họ sẽ chính thức bắt đầu cuộc phản kích gia tộc công tôn. Lâm Thanh Diện rời khỏi căn biệt thự đó, trên tay cầm lệnh bài mà Lâm Trung Thiên đưa. Lệnh bài này có tên là Chiến Thần Lệnh, tượng trưng cho quyền lợi của ông chủ quan lĩnh, lệnh bài này tương đương với việc ông chủ quan lĩnh đích thân đi tới đó, có thể điều động một lượng lớn tài nguyên của quan lĩnh. Dù ở trong quan lĩnh hay ở thế giới bên ngoài, thì tất cả mọi người đều phải lấy lệnh bài này làm đầu. Không biết người đàn ông trung niên đã dẫn Lâm Thanh Diện tới đây lúc trước đã đi đâu rồi, nên anh đi về phía ranh giới của hòn đảo, ở đó có hai người đang ngồi đợi trên du thuyền, phụ trách đưa người ra vào hòn đảo. Lâm Thanh Diện đi tới trước mặt hai người đó, rồi nói với họ, hai người đưa tôi qua đó đi hai người đó liền quan sát Lâm Thanh Diện từ trên xuống dưới, rồi một người cười nói cậu là Lâm Thanh Diện. Người sắp tham gia khiêu chiến đăng thiên thê đúng không? Cậu cũng thật xui xẻo, lại đắc tội với cậu chủ gia tộc thượng quan, e là lần này cậu không giữ được mạng nhỏ của mình rồi. Ha ha, có lẽ ông chủ chúng tôi thấy cậu mới vào quan lĩnh chưa được bao lâu, nên muốn cậu đăng thiên thê để tạo cảm giác hứng thú đúng không? Hạng người như cậu đúng là rất giỏi trong việc tìm đường chết, tôi nghĩ ông chủ chúng tôi cũng không nói lời gì tốt đẹp với cậu đâu. Người đàn ông còn lại cũng đầy mỉa mai nói. Hai người không hề lo sợ Lâm Thanh Diện sẽ có địa vị cao hơn bọn họ trong quan lính, dù gì hai ngày sau, anh cũng đi chịu chết rồi. Ở đây bọn họ chỉ phụ trách việc lái du thuyền, chứ không phải người giữ chức vụ quan trọng gì, chỉ là người may mắn ra khỏi địa lao, nên không có nhiều tố chất lâm thanh diện nghe hai người nói vậy thì lạnh lùng liếc nhìn bọn họ rồi nói tôi bảo hai người đưa tôi qua đó hai người đã nói nhảm xong chưa ây yêu cậu còn mạnh miệng như thế à sao nào hôm nay chúng tôi không chở cậu đi đấy thì cậu làm gì được muốn chúng tôi chở cậu đi mà còn tỏ thái độ đó có giỏi thì từ cậu lái đi đi một người trong đó hung hăng quát vào mặt lâm thanh diện cho dù là nơi nào thì bao giờ cũng tồn tại hạng người mắt chó mà xem thường người khác Lâm Thanh Diện không muốn phí lời với họ, nên tát thẳng vào mặt người vừa quát mình, rồi lạnh giọng nói, giờ nếu hai người lái thuyền đi, thì tôi có thể không so đo với hai người, bằng không hai người không gánh nổi hậu quả đâu. Người kia xù lông lên ngay, nhưng nghĩ tới thực lực của Lâm Thanh Diệt, anh ta không dám trực tiếp ra tay, mà hung hăng mắng anh, mẹ kiếp, cậu dám đánh tôi. Cậu tưởng cậu là ai, chẳng qua chỉ là một tên xui xẻo không sống qua nổi hai ngày, hôm nay ông đây không chờ cậu đi đấy, xem cậu có thể làm gì được. Chẳng lẽ cậu tưởng ông chủ chúng tôi sẽ ra mặt vì một người sắp chết như cậu à? Người còn lại thấy thế cũng vươn tay ngăn cản người bị đánh kia rồi nói, cậu đừng tưởng cậu có thực lực mạnh hơn chúng tôi thì có thể dở thói ngang ngược ở đây. Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi là người của quan lĩnh, nếu xảy ra chuyện, chắc chắn ông chủ sẽ nói đỡ chúng tôi. Chuyện cậu đánh anh ấy lúc nãy chúng tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu, dù gì cậu cũng sắp tham gia đăng thiên thê rồi, có lẽ sẽ không sống tiếp được, không bằng giờ cậu giao ra hết những thứ đáng giá trên người cậu cho chúng tôi. Thì chúng tôi có thể không so đo với cậu." Lâm Thanh Diện mỉm cười, giơ thẳng chiến thần lệnh trong tay mình ra, rồi hô hô trước mặt hai người nói, "Thứ đáng giá nhất của tôi chính là thứ này, hai người dám cầm nó không?" Trong giây phút vừa nhìn thấy chiến thần lệnh, hai người đó mất như sắp lồi ra, rồi lộ vẻ kinh hãi không thể che giấu được. Bọn họ không hề do dự quỳ sụp xuống trước mặt Lâm Thanh Diện tự tát thẳng tay vào mặt mình. Thấy chiến thần lệnh như thấy ông chủ, chúng tôi sai rồi, chúng tôi đáng chết, mong cậu tha cho chúng tôi. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay mình, không ngờ nó có thể khiến hai người này quỷ xóng ngay lập tức, xem ra đây đúng là món đồ tốt. chương 453, cắt đứt quan hệ mẹ con. Trong công ty nhà họ hứa ở Hồng Thành, hứa bích hoài ra khỏi bãi đậu xe, rồi đi về phía văn phòng của mình, miệng nở nụ cười tươi tắn. Nếu đàm phán thành công chuyện hợp tác lần trước, công ty nhà họ Hứa sẽ chính thức bước vào hàng ngũ doanh nghiệp đứng đầu Hồng Thành, lần này cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nếu công ty có thể đạt được thành tựu như vậy, tất nhiên cô sẽ rất vui rồi. Hơn nữa điều này cũng làm cô cảm thấy thật ra mình không hề kém cỏi như thế, chỉ ít với những kinh nghiệm và năng lực của cô, cô có thể giúp Lâm Thanh diện quản lý chuyện công ty, thay vì lúc nào cũng để anh tới giúp cô. Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Bích Hoài nhẹ nhõm hơn nhiều không còn suy nghĩ lung tung như trước nữa cô bước vào công ty rồi đi tới khu vực văn phòng của công ty nhà họ hứa bỗng nhìn thấy rất nhiều người đang thu dọn đồ đạc không ít người đã dọn đồ đạc ra bên ngoài như thể công ty sắp đóng cửa vậy hứa bích hoài vô cùng kinh ngạc vội đi tới kéo một người lại hỏi mấy người đang làm gì vậy sao lại thu dọn đồ đạc người kia nhìn chăm chăm hứa bích hoài rồi bất đắc dĩ nói chủ tịch chẳng phải công ty đã tuyên bố phá sản rồi sao công ty chúng ta đã bị công ty vạn hào thu mua rồi, nên sau này chúng ta phải tới công ty vạn hào làm việc. Hứa Bích Hoài nhất thời cảm thấy như xét đánh ngang tai, đầu óc bỗng trông rỗng trong phút chốc. Sao công ty lại phá sản, càng không thể bị công ty vạn hào thu mua được, có phải mấy người đang nói đùa với tôi đúng không? Hay hôm nay là cá tháng tư? Sau khi phản ứng lại, Hứa Bích Hoài thật sự nghi ngờ mấy người này đang nói đùa với mình, còn cố ý lấy điện thoại ra xem lịch, nhưng tiếc rằng hôm nay không phải cá tháng tư hôm nay không phải cá tháng tư bọn họ cũng không nói đùa với chị mà công ty nhà họ hứa của chị thật sự đã bị công ty vạn hào chúng tôi thu mua rồi bắt đầu từ hôm nay toàn bộ nhân viên của chị sẽ làm việc cho tôi đúng lúc này phía sau hứa bích hoài vang lên một giọng nói mang theo vẻ chiêu tức và đắc ý hứa bích hoài xoay người lại ngay thấy hứa trai hiệp xuất hiện sau lưng mình thì nhíu mày sắc mặt bỗng trở nên khó coi hứa trai hiệp cậu đừng đứng đây dở mấy thủ đoạn này với tôi, nếu công ty nhà họ hứa thật sự bị cậu thu mua, thì phải có chữ ký của tôi, cậu tưởng dựa vào mấy lời nói suông của cậu thì công ty nhà họ hứa sẽ là của cậu à. Hứa bích hoài hư lạnh. Hứa trai hiệp không hề hoảng loạn, bình tĩnh lấy ra một tập tài liệu để hứa bích hoài xem. Chủ tịch hứa, đây là thỏa thuận phá sản và hợp đồng chuyển nhượng do đích thân chỉ ký vào, sao chỉ có thể nói tôi chỉ nói suông chứ, hợp đồng giấy trắng mực đen, đây đủ hiệu quả và lợi ích pháp luật thế này chẳng lẽ chị vẫn không muốn thừa nhận à hứa trai hiệp cười khẩy chuyện này không thể nào tôi chưa bao giờ ký vào mấy thứ này cậu đừng tưởng lấy một tập tài liệu giả đến đây là tôi sẽ tin cậu cút ra khỏi công ty tôi ngay bằng không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy hứa bích hoài hét vào mặt hứa trai hiệp chị nhìn kỹ lại xem đây là tài liệu giả à hứa trai hiệp mỉm cười đưa tập tài liệu trong tay mình cho hứa bích hoài Hứa Bích Hoài nhìn chằm chằm tập tài liệu này, khi nhìn thấy chỗ chữ ký ở phần dưới cùng, mắt cô bỗng trợn tròn, đây thật sự là chữ ký của cô, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Chuyện này không thể nào, tôi ký mấy thứ này từ khi nào? Hứa Bích Hoài nhìn Hứa Trà Hiệp với ánh mắt chất vấn. Chị nghĩ kỹ lại xem, tôi đã nhờ mẹ chị bảo chị ký vào mấy tập tài liệu này, điều khoản trên đó cũng đã viết rõ, mẹ chị sẽ nhận tiền thay chị, bà ấy cũng nhận được tiền bồi thường rồi nếu chị không tin thì có thể vẽ nhà hỏi bà ấy, tôi làm việc này theo đúng trình tự pháp luật, cho dù chị không thừa nhận thì công ty nhà họ hứa cũng sớm thuộc về công ty vạn hào chúng tôi rồi. Trong đầu hứa Bích Hoài bỗng hiện lên cảnh tượng hôm đó lúc cô ở nhà, Tống Huyên Khanh đã cầm một sắp hợp đồng bảo hiểm tới bảo cô ký, cô nhớ mấy giấy tờ chuyển nhượng này được kẹp ở trong đó, nhưng lúc đó cô tưởng nó là giấy tờ trong hợp đồng bảo hiểm nên không hề suy nghĩ nhiều. Hơn nữa hứa Bích Hoài cũng không ngờ rằng, Tống Huyền Khanh sẽ giúp hứa trai hiệp làm cho công ty nhà họ Hứa phá sản, chuyện này với cô mà nói thật sự không thể tưởng tượng được. Thấy sắc mặt Hứa Bích Hoài thay đổi, Hứa trai hiệp càng đắc ý hơn, rồi mở miệng nói, "Khi nào về chị nhớ cảm ơn thím giúp tôi, nếu không có sự giúp đỡ của bà ấy, tôi không thể nào khiến chị ký vào hợp đồng này được. Tôi đã chuyển tiền bán công ty vào thẻ bà ấy rồi, số tiền này đủ để nhà chị sống tốt đó." Hứa Bích Hoài nghiến răng nghiến lợi lườm Hứa trai hiệp cũng không nói gì, giờ cô hoàn toàn không có tâm trạng tranh cãi với cậu ta. Cô xoay người, chạy xuống bãi đậu xe ngay, cô phải về nhà hỏi Tống Huyền Khanh xem rốt cuộc chuyện này là sao. Trên đường lái xe về, trong lòng Hứa Bích Hoài vô cùng uất ức, không dễ gì cô mới có thể đưa công ty nhà họ Hứa hoạt động đến ngày hôm nay, có thể nói mỗi bước tiến của công ty nhà họ Hứa đều chứa đựng rất nhiều tâm huyết của cô. Thế mà mọi chuyện lại bị Tống Huyền Khanh phá hủy trong nháy mắt cô hoàn toàn không hiểu tại sao mẹ cô lại làm thế, cô cảm thấy mình không thể nào tha thứ cho Tống Huyền Khanh được. Hứa Bích Hoài kiềm nén cơn kích động trong lòng, rồi lái xe về gia viên chăn tùy. Cô xài bước đi vào nhà, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Tống Huyền Khanh đang nhàn nhã ngồi cắn hạt dưa trên sofa. Bích Hoài, chẳng phải con mới tới công ty à, sao lại quay về nhanh vậy? Tống Huyền Khanh thấy hứa Bích Hoài quay về thì lộ vẻ kinh ngạc. Hứa Bích Hoài đi tới trước mặt Tống Huyền Khanh, rồi hất mạnh dĩa hạt dưa trên bàn xuống sàn ngay. Rốt cuộc con đã làm sai chuyện gì mà mẹ lại đối xử với con như vậy? Con cực khổ điều hành công ty, thế mà mẹ lại thông đồng với hứa cha hiệp lừa con ký tên, bán thẳng công ty cho cậu ta, mẹ biết con đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào công ty này không? Rốt cuộc con có phải con gái mẹ không? Mẹ thà giúp hứa cha hiệp chứ không chịu giúp con, kiếp trước con đã mắc nợ mẹ sao? Hứa bích hoài nhất thời mất đi lý trí, nước mắt bất xác trào ra, Trông vô cùng suy sụp, cô không thể chịu đựng Tống Huyền Khanh thêm được nữa. Tống Huyền Khanh thấy Hứa Bích Hoài hất dĩa hạt dưa trên bàn xuống sàn thì giật mình, sau khi nghe cô nói những lời này thì hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Bà không hề cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì, bà để công ty nhà họ Hứa phá sản là vì muốn tốt cho Hứa Bích Hoài. Con gái ngốc của mẹ, còn có bỏ ra nhiều tâm huyết cho công ty nhà họ Hứa đi chăng nữa cũng vô ích thôi, mẹ đã biết công ty đó là của Lâm Thanh diện rồi. Con chỉ đang làm công cho nó thôi, con đừng ngốc nữa, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi." Tống Huyền Khanh đứng dậy, không tỏ vẻ yếu thế, nói: "Mẹ chỉ muốn tốt cho con, lúc nào cũng muốn tốt cho con, ngoài câu này ra, mẹ còn có thể nói câu nào khác không? Nếu mẹ thật sự muốn tốt cho con, vậy mẹ đừng nên can thiệp vào chuyện của con, nếu mẹ thật sự muốn tốt cho con, mẹ cũng không nên đi khắp nơi gây khó dễ cho Lâm Thanh Diệt, mẹ biết con đã chịu đựng mẹ rất lâu rồi không?" nếu không phải mẹ là mẹ của con con đã sớm trở mặt với mẹ rồi hứa bích hoài điên cuồng hét lên hứa quốc hoa ở trong phòng nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài thì vội vàng chạy ra khuyên nhủ tống huyền khanh nghe hứa bích hoài nói vậy thì nối giận ngay bà vốn là người tự cho mình là đúng sao có thể hiểu được những uất ức của hứa bích hoài chứ trong cái nhìn của bà chỉ cần hứa bích hoài không nghe lời bà chính là bất hiếu không muốn cho bà sống tốt con đúng là không biết tốt xấu mẹ làm nhiều chuyện vì con như vậy thế mà con lại nói ra những lời này với mẹ con thử hỏi lương tâm của mình xem con có xứng với những gì mẹ đã làm vì con không tống huyền khanh chừng mắt quát con không cần lúc này hứa bích hoài đã hoàn toàn mặc kệ bất kỳ cảm xúc nào của tống huyền khanh cô cảm thấy bà chỉ muốn giày vò cô nếu cô còn nhắn nhịn nữa sau này sẽ không thể nào sống tiếp với bà được 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 con không cần đều do mẹ tự nguyện làm mọi chuyện vì con mẹ thấy con bị tên sao trổi lâm thanh diện kia tẩy não rồi. Nếu con đã không cần, vậy thì con còn cân người mẹ này làm gì? Con có bản lĩnh rồi thì đừng cần mẹ nữa. Tống Huyền Khanh biết rõ hứa Bích Hoài là người dễ mềm lòng, nên lần nào cãi nhau cũng lấy điều này ra để uy hiếp cô. Hứa Bích Hoài nhìn Tống Huyền Khanh rồi run run nói, được, hôm nay con sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ, từ nay về sau, mẹ không cần bận tâm chuyện của con nữa. Nói xong, Hứa Bích Hoài xoay người chạy thẳng ra ngoài, để lại Tống Huyền Khanh vẫn đứng đó ngơ ngác và Hứa Quốc Hoa không biết nên làm thế nào. Chương 454: Tai nạn xe. Trên đường, Hứa Bích Hoài vừa đi vừa khóc, mấy người xung quanh đều nhìn chằm chằm cô vẻ tò mò, như muốn biết tại sao cô lại khóc đau lòng như vậy. Đó chẳng phải là Hứa Bích Hoài ư, sao cô ấy lại khóc trên đường thế này, chẳng lẽ ở nhà bị uất ức gì? Chẳng phải trước đó tổ chức hôn lễ với Lâm Thanh Diện rất lãng mạn cơ mà. Lúc đó ai cũng cảm thấy cô ấy là người hạnh phúc nhất thế giới này, sao giờ lại trông đáng thương như vậy? Chuyện này cũng bình thường thôi, ai chẳng muốn nở mày nở mặt với bên ngoài, giờ Lâm Thanh Diện là nhân vật đứng đầu Hồng Thành, nói không chừng là do ở nhà hứa Bích Hoài biểu hiện không tốt nên bị mắng, không chịu nổi oan ức nên chạy ra ngoài. Chậc chậc, mặc dù tôi biết nói như vậy là sai, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy, không hiểu sao trong lòng tôi lại hơi vui vẻ hôn lễ trong lâu đài thủy tỉnh của cô ấy và lâm thanh diện lúc trước đã làm tôi ngưỡng mộ muốn chết giờ nghĩ lại thì thấy có gì đâu mà đáng ngưỡng mộ thể hiện ra bên ngoài thì hào nhoáng chứ thực tế lại chẳng ra sao cả nghe thấy những lời xì xào bán tán của mọi người xung quanh hứa bích hoài càng chảy nước mắt hơn cô không hề muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc đáng thương của mình nhưng giờ cô không thấy quan tâm đến mấy thứ này hành động của tống huyền khanh đã làm bào mòn sạch sự nhẫn nại của cô trong lòng cô rất uất ức cô không hiểu tại sao mình lại có một người mẹ như vậy, rõ ràng cuộc sống của mình đang bắt đầu tốt lên, vậy mà mẹ cô lại tự tay phá hủy mọi thứ, hơn nữa còn luôn miệng nói muốn tốt cho cô. Lần này cô thật sự bộc phát ra hết mọi cảm xúc tự đáy lòng mình, một người trước giờ luôn nghĩ làm con thì nên ngoan ngoãn, hiếu chuyện một chút như cô mà còn bị ép đến thế này, có thể thấy hành động của Tống Huyền Khanh đã làm tổn thương cô đến nhường nào. Lúc này trên tầng 2 một tiệm cà phê trên đường, Lạc Tâm đang ngồi trước cửa số sát đất, nhìn chằm chằm con đường bên ngoài ánh mắt hơi thất thần đúng lúc này cô ta chú ý tới hứa bích hoài đang khóc lóc bước đi trên đường ánh mắt vốn ảm đạm không có ánh sáng của cô bỗng sáng lên cô ta thích thú nhìn dáng vẻ chán nản của hứa bích hoài rõ ràng trong lòng rất vui vẻ trước khi tới tiệm cà phê này cô ta đã nhận được tin tức của hứa trai hiệp nên biết công ty nhà họ hứa đã bị công ty vạn hào thu mua rồi thật ra cô ta không hề ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy hứa bích hoài ở đây chuyện này chỉ đơn giản là sự trùng hợp, cô ta cảm thấy ông trời đang cố ý sắp xếp đế được tận mắt chứng kiến dáng vẻ thảm hại của hứa Bích Hoài, thấy hứa Bích Hoài gặp phải mấy chuyện này là đáng đời. Cô muốn trách thì trách mình là vợ tên Lâm Thanh Diện chết tiệt kia, cậu ta đã phá hủy mọi thứ thuộc về tôi, nên tôi không thể buông tha người phụ nữ mà cậu ta yêu nhất được, đợi cậu ta quay về nhìn thấy dáng vẻ này của cô rồi nổi trận lôi đình. Đấy mới là lúc tôi vui vẻ nhất, lạc tâm lẩm bẩm một mình. Trong mắt lóe lên vẻ hung ác, rồi cô ta lấy điện thoại của mình ra, bấm một dãy số. Anh giúp tôi làm một chuyện, nếu thành công, tôi sẽ cho anh 9 tỷ. Hứa Bích Hoài đi trên đường rất lâu, cô chỉ muốn rời xa Tống Huyền Khanh, nên cứ đi mãi không hề dừng lại, đến khi đi tới một nơi gần khu vực ngoại thành ở Hông Thành. Cô cảm thấy chân mình rất mỏi, nhưng cô không dám dừng lại, cô sợ một khi mình dừng lại, Tống Huyền Khanh sẽ đuổi theo, rồi lấy cứ muốn tốt cho cô để uy hiếp, bắt cô phải quay về, sau đó tiếp tục dùng cách này để dày vò cô. Nước mắt cô đã cạn rồi, mắt cũng sưng húp lên, cổ họng cũng khàn đi rất nhiều, cả người trông rất xa suốt chán trường. Lúc đi qua một ngã tư, hứa bích hoài không hề chú ý tới có người đang đi tới từ phía khác, nên đâm sầm vào người đó. Lúc này hứa bích hoài mới định thần lại, vội xin lỗi người đó. Cô đi đường kiểu gì vậy, nơi này ít người thế mà cô cũng có thể va vào được, tôi thấy cô là đang cố ý đúng không? một người đàn ông mặc vest đen đi tới quát vào mặt hứa bích hoài, rồi xoay người ân cân hỏi người bị va, cô chủ, cô không sao chứ? Tôi không sao, cô ấy cũng không cố ý đâu, anh đừng gây khó dễ với người ta, một giọng nói trong trẻo vang lên. Hứa bích hoài ngấn đầu lên nhìn cô gái đó, rồi sừng sốt một lát, đối phương cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, như thể không ngờ rằng sẽ gặp mặt cô tại đây. Cô gái bị hứa bích hoài va vào chính là Trung Linh Nhi, cô ấy đang đi tới vùng gần ngoại thành để giải sâu. Hứa Bích Hoài cũng không ngờ rằng sẽ chạm mặt Trung Linh Nhi ở đây, nên sửng sốt một lát rồi vội chào hỏi, cô Trung, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cô ở đây. Trung Linh Nhi cũng lịch sự mỉm cười với Hứa Bích Hoài, rồi nói tôi tới đây để giải sầu, tôi cũng không ngờ có thể gặp được cô, cô tới đây. Nói đến đây Trung Linh Nhi mới chú ý tới tình trạng bất ổn của Hứa Bích Hoài, mắt thì sưng húp, trên mặt còn đọng lại nước mắt rất rõ ràng, vẻ mặt cũng rất suy sụp vừa nhìn là biết mới khóc xong hứa bích hoài vội lau nước mắt rồi điều chỉnh lại trạng thái của mình lúng túng cười nói tôi tôi cũng tới đây để giải sầu có thể gặp mặt tại đây xem ra chúng ta rất có duyên với nhau cô vẫn có chút cảm tình với trung linh nhi mặc dù trước đây đối phương từng bày tỏ niềm yêu thích với lâm thanh diệt nhưng cô cảm thấy cô ấy là cô gái đang ở tuổi dậy thì mới biết yêu chỉ nhất thời cảm thấy hứng thú với lâm thanh diệt hơn nữa đối phương còn giúp mình đàm phán hợp tác thành công, nên cô phải cảm ơn Trung Linh Nhi, mặc dù công ty đã phá sản rồi bán cho công ty Vạn Hào. Trung Linh Nhi đoán có thể Hứa Bích Hoài đã gặp phải chuyện gì đó, nhưng xuất phát từ lịch sự, cô cũng không tiện hỏi thẳng Hứa Bích Hoài đã xảy ra chuyện gì. Cô vốn định chào tạm biệt Hứa Bích Hoài, nhưng sau khi do dự một hồi thì khẽ nói, nhìn dáng vẻ của cô giống như đang có tâm sự, nếu cô không ngại tôi có thể trò chuyện cùng cô đúng lúc tôi cũng có mấy chuyện muốn nói với cô cô cảm thấy mình nên trò chuyện với hứa bích hoài có lẽ như vậy sẽ giúp cô mở được nút thắt trong lòng hứa bích hoài nghe trung linh nhi nói vậy thì định từ chối theo bản năng nhưng giờ cô cũng cần tìm người để giải bầu tâm sự có lẽ cô ấy có thể làm cô dễ chịu hơn nên cô hít sâu một hơi rồi gật đầu với trung linh nhi anh đi tìm chỗ ở trước đi tôi và cô ấy đi dạo một lát trung linh nhi nói với vệ sĩ của mình Vệ sĩ quan sát Hứa Bích Hoài một lượt, rồi gật đầu, xoay người rời khỏi nơi này. Trung Linh Nhi và Hứa Bích Hoài đi dọc theo con đường rộng rãi, trên đường có rất ít người qua lại, vì là vùng ngoại thành nên nhìn hơi vắng vẻ. Hứa Bích Hoài kể lại những chuyện mình đã gặp phải trong hôm nay cho Trung Linh Nhi nghe, Trung Linh nghe vừa nghe xong, trong lòng liền tràn ngập sự tức giận, cảm thấy Tống Huyền Khanh thật quá đáng, hoàn toàn xứng với danh hiệu bà già cổ hủ mà trước đây cô đã đặt cho bà ta sau đó Trung Linh Nhi lấy can đảm, nói tình cảm của mình dành cho Lâm Thanh Diện cho hứa Bích Hoài nghe, cô đoán anh sẽ không bao giờ nói mấy chuyện này cho cô ấy, nên cô nói ra hết những chuyện đã xảy ra giữa mình và Lâm Thanh Diện cho hứa Bích Hoài biết. Sở dĩ cô muốn nói hết mấy chuyện này cho hứa Bích Hoài nghe, là vì cô chắc chắn Lâm Thanh Diện sẽ không bao giờ đồng ý yêu cầu của cô, đồng thời cô cũng cảm thấy cảm xúc này đã tích tụ quá lâu trong tim mình, nói không chừng khi nói cho hứa Bích Hoài biết, cô ấy có thể giúp mình nghĩ thoáng hơn sau khi hứa bích hoài nghe trung linh nhi nói ra những chuyện này trong lòng cô cũng hơi ngạc nhiên cô không ngờ giữa cô ấy và lâm thanh diện lại xảy ra chuyện như vậy đồng thời cô cũng hơi cảm động trước sự trung tình của lâm thanh diện ngoại hình của trung linh nhi không hề thua kém cô chỉ là nhỏ hơn cô mấy tuổi thôi hơn nữa cô ấy còn là cô chủ thương hội thiên nguyên nếu so sánh với hứa bích hoài thì cô ấy có nhiều ưu điểm hơn nhưng dù là vậy lâm thanh diện cũng không có bất kỳ suy nghĩ nào khác với hứa bích hoài tình cảm mà anh dành cho cô vẫn luôn một lòng một giả thâm tình như thế. Điều này đã làm tâm trạng chịu nhiều áp lực của hứa Bích Hoài cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô chợt nhận ra rằng, Lâm Thanh Diện ở bên mình không phải là vì những thứ bên ngoài, mà là vì những chuyện hai người đã cùng nhau trải qua. Cô luôn suy nghĩ lung tung rằng mình có xứng với Lâm Thanh Diện không, nhưng điều này lại tạo thêm gánh nặng cho tình cảm giữa cô và anh. Sau khi nghĩ thông suốt, hứa Bích Hoài bỗng cảm thấy cả người nhẹ nhõm, mặc dù mới cãi nhau với tống huyền khanh nhưng tâm trạng cô đã bắt đầu tốt lên hứa bích hoài không biết phải giúp trung linh nhi đối mặt với tình cảm lâm thanh diện thế nào nên cô kế lại những chuyện mình đã trải qua cùng lâm thanh diện cho trung linh nhi nghe trung linh nhi nghe rất chăm chú trước đây cô không hề biết rằng lâm thanh diện và hứa bích hoài đã phát triển tới mức độ này hai người còn cùng nhau trải qua nhiều khó khăn như thế từ những chuyện đã trải qua của hai người Trung Linh Nhi có thể nhận ra lý do tại sao mình không thể thay đổi thái độ của Lâm Thanh Diện rồi. Đồng thời cô cũng hiểu rõ tại sao giữa mình và Lâm Thanh Diện không thể có kết quả được. Vì cô thiếu những trải nghiệm với Lâm Thanh Diện, cho dù mỗi chuyện xảy ra ở huyện Yên Vân đều hiện rõ ngay trước mặt, nhưng so với những chuyện mà Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện đã cùng nhau trải qua, thì cô vẫn còn kém xa. Cô bỗng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, rồi chợt nhận ra rằng trước đây mình luôn cố chấp với lâm thanh diện là chuyện ngu ngốc đến nhường nào chị bích hoài hình như em đã nghĩ thông suốt rồi có lẽ em không phải muốn níu kéo không chịu buông với lâm thanh diện mà là em muốn tìm một người cùng em trải qua cuộc sống trung linh nhi nghiêm túc nói với hứa bích hoài hứa bích hoài thấy trung linh nhi đã nghĩ thông suốt thì cũng nở nụ cười nói cô có thể nghĩ thông là tốt mặc dù tôi cũng rất sợ cô sẽ cướp lâm thanh diện đi nhưng giờ tôi cũng hiểu rõ rồi nếu anh ấy thật sự cảm thấy tôi không thích hợp với anh ấy thì anh ấy đã chủ động rời xa tôi rồi. Chị Bích Hoài, chị yên tâm, em sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đó nữa đâu, sau này em miễn cưỡng làm em gái anh ấy vậy, nếu anh ấy dám bắt nạt chị, chị cứ nói cho em biết, chắc chắn em sẽ không tha cho anh ấy." Trung Linh Nhi giơ nắm đấm của mình lên rồi nói. Hứa Bích Hoài cũng nở nụ cười, cảm thấy khi Trung Linh Nhi không mang tâm sự nữa, cô ấy có thể tạo ra sức cuốn hút lạc quan vui vẻ cho người khác đúng lúc này một tiếng còi chói tai vang lên cả hứa bích hoài và trung linh nhi đều giật mình hai người vội xoay người lại nhìn thì nhận ra có một chiếc xe chở hàng đang lao về phía họ một cách mất kiểm soát sắc mặt hai người đều thay đổi chiếc xe đó đã chạy tới trước mặt hai người nên hai người không thể né tránh được trung linh nhi liếc nhìn hứa bích hoài rồi không hề do dự dốc hết sức lực đẩy cô ấy qua một bên hứa bích hoài bị trung linh nhi đẩy mạnh thì cả người lảo đảo rồi ngã xuống đầu đập vào lề đường, ngất xỉu tại chỗ. Còn Trung Linh Nhi thì không thể tránh được, cả người va thẳng vào chiếc xe chở hàng, cơ thể bị kéo một đường parabol dài rồi bay ra ngoài. Trường 455, tôi thích anh ấy. Sau khi hất văng Trung Linh Nhi, chiếc xe đầu kéo vẫn không hề dừng lại mà lao vùn vụt về phía trước, bỏ chạy khỏi hiện trường. Bởi vì là vùng ngoại ô, xung quanh khá hoang vắng, đoạn đường này lại không hề được giám sát, nên sau khi sự việc ra rất lâu mà vẫn không có ai phát hiện ra hứa bích hoài ngã trên mặt đất và Trung Linh Nhi bị hất văng ra. Máu tươi từ đầu của hứa bích hoài chảy ra linh láng, hai mắt cô nhắm nhìn lại, nhìn có vẻ rất đau đớn. Trung Linh Nhi ngã trong vũng máu, cũng đã sớm mất đi ý thức rồi, hai cô gái đều không nghĩ tới sẽ gặp tai nạn xe cộ ở chỗ như thế này. Lúc lâu sau, một chiếc xe MPV màu đen lái tới, đỗ tại bên cạnh hứa bích hoài. Từ trên xe có hai người đàn ông đi xuống, bọn họ quan sát Hứa Bích Hoài một chút, rồi một trong hai người lấy ra một tấm ảnh, gương mặt trên ảnh là Hứa Bích Hoài. Là cô ấy, người mà chúng ta phải tìm chính cô ấy, chết tiệt, sao lại xảy ra chuyện thế này, nếu chúng ta có thể tìm được cô ấy sớm hơn mấy phút thì đã không xảy ra chuyện rồi. Người đàn ông vẻ mặt đầy tức giận. Người đàn ông còn lại cũng cau mày, anh ta cúi người, kiểm tra Hứa Bích Hoài một chút, rồi nói, tình trạng cô ấy cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là đầu bị va một cái dẫn đến chảy máu, chúng ta hãy mau đưa cô ấy đi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy rời đi mà không tìm kẻ đã gây ra chuyện này à? Người đàn ông kia mở miệng. Chúng ta còn chưa quen cuộc sống ở đây, chắc phải mất một khoảng thời gian mới có thể tìm ra hung thủ, hơn nữa lần này, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là tìm được cô ấy mang về, chuyện này hết sức quan trọng đối với ông chủ nhà họ Vu, nên giờ không phải là thời điểm gây thêm phiền phức trước tiên chúng ta hãy đưa cô ấy về đã, sau này tất nhiên ông chủ sẽ điều tra chuyện này người còn lại mở miệng. Người đàn ông cầm ảnh chụp khẽ gật đầu, sau đó quay đầu liếc nhìn Trung Linh Nhi ngã vào vũng máu ở phía xa, mở miệng hỏi, vậy cô gái đó thì sao? Chúng ta ngàn dặm xa xôi tới đây, tìm được người này đã hết sức khó khăn rồi, nên nếu không phải chuyện chúng ta cần quan tâm thì tốt nhất chúng ta đừng quan tâm, hãy gọi xe cứu thương cho cô ta đi, làm như thế cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi người cầm ảnh chụp ư một tiếng không chút do dự lấy điện thoại di động ra gọi xe cứu thương sau đó hai người mang hứa bích hoài lên chiếc xe mpv màu đen rồi rời khỏi nơi này chỉ một lát sau một chiếc xe cứu thương đã đến nơi này đi theo sau là bảy tám chiếc audi màu đen người quản lý của thương hội thiên nguyên ở hồng thành từ trên xe bước xuống nhanh chóng chạy tới chỗ trung linh nhi khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch mẹ kiếp kẻ nào đã gây ra chuyện này mau điều tra cho tôi nhất định phải tìm được hung thủ cho tôi. Tập trung hết tất cả lực lượng của thương hội thiên nguyên ở Hồng Thành lại cho tôi, nếu như không đủ thì hãy xin trợ giúp từ Kinh Đô, nếu như không điều tra được chuyện này thì tất cả mọi người hãy đợi cơn thịnh nộ của hội trưởng đi. Người quản lý điên cuồng gào thét, cho người khiêng Trung Linh Nhi lên xe cứu thương, nhanh chóng mang đến bệnh viện. Sau khi những người này rời đi, lạc tâm cả người mặc quần áo màu đen, đội mũ nhanh chóng xuất hiện, cô ta nhìn hai vũng máu trên đất, bật cười điên cuồng quan lính, diễn võ quán. Lúc này toàn bộ diễn võ quán đang vô cùng náo nhiệt, khi đến quan lính để nghỉ ngơi, hầu hết mọi người trong các gia tộc cao cấp đều tới nơi này. Mọi người đều đến để xem náo nhiệt trên chiến thân bảng, dù sao khiêu chiến đăng thiên thê rất nhiều năm mới có một lần, đây cũng được xem là lễ hội lớn ở quan lính. Quan trọng nhất, hôm nay, ông chủ của quan lính cũng sẽ xuất hiện, điều này khiến mọi người đều kinh ngạc. Dù đăng thiên thê mấy năm mới có một lần, nhưng lần này việc lâm thanh diện tham gia đăng thiên thê được thượng quan môn quảng bá rất nhiệt tình nên ai ai cũng biết vì vậy dù thượng quan môn đã ngừng quảng bá những người đó đều cảm thấy lâm thanh diện không có khả năng khiêu chiến thành công thậm chí một số người còn cảm thấy có lẽ lâm thanh diện còn chẳng qua được mấy ải đầu sẽ thua trận nên chuyện này không đáng giá để ông chủ quan lĩnh coi trọng mới đúng nhưng mà sự thật lại không như họ nghĩ ông chủ quan lĩnh không chỉ đến xem trận đấu mà còn bày tỏ rất xem trọng chuyện này, ông còn cho người ta mở cá cược riêng, cược lâm thanh diện có thể qua được ải thứ mấy. Trên tầng 3, lương cung nhãn Sương vẻ mặt âm trầm đứng phía trước rào chắn, cô ta không ngờ vì đối phó với lâm thanh diện mà thượng quan môn lại để cho lâm thanh diện đi tham gia khiêu chiến đăng thiên thê. Nhất là sau khi biết Lâm Thanh Diện chính là con trai của Đô Thiên Tuyệt mà Đô Thiên Tuyệt lại không hề ngăn cản chuyện này, khiến cô ta cảm thấy rất khó hiểu. Cô ta không hề hy vọng Lâm Thanh Diện tham gia đăng thiên thê, trong lòng cảm thấy rất lo lắng, suýt chút nữa đã đi tìm Lâm Thanh Diện khuyên anh đừng tới đây. Dù sao anh cũng là con trai đồ thiên tuyệt, có không tham gia thì cũng sẽ không có ai làm gì được anh. Còn tại sao cô ta lại cảm thấy lo lắng thì ngay cả bản thân cô ta cũng không rõ. Thượng quan môn đi tới bên cạnh lương cung nhạn xương, mỉm cười liếc nhìn lôi đài phía dưới, mở miệng nói, vừa nghĩ tới chẳng mấy chốc thằng ngu kia sẽ chết trên lôi đài này, trong lòng tôi lại cảm thấy vui mừng khó tả, để tên ngốc này chết đi như thế, cũng xem như đã nể mặt cậu ta rồi. Lương cung nhạn xương quay đầu nhìn thượng quan môn một chút, lạnh tùng nói, anh làm như thế là tự rước hỏa vào thân mà thôi, sớm muộn anh cũng sẽ hối hận. Thượng quan môn bật cười nhạo, nói chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết thì có thể mang tai họa gì đến cho tôi chứ, nói tôi mang tai họa đến cho cậu ta còn tạm được. Lương cung nhạn xương nhìn thượng quan môn như nhìn một thăng ngốc, không nói gì với anh ta nữa. Nhìn thấy ánh mắt này của lương cung nhạn xương, thượng quan môn lập tức cảm thấy khó chịu, nói, nhạn xương, chắc em cũng biết rõ tại sao tôi lại làm như vậy, em biết tình cảm của tôi đối với em phải không? Đêm đó khi nghe nói em mang tên ngốc này về biệt thự, tôi đã cảm thấy rất khó chịu. Em hãy nói cho tôi biết, ngày đó có phải em chỉ mang cậu ta tới chỗ em ở chứ giữa hai người cũng không phát sinh chuyện gì phải không? không phải lương cung nhạn sương quay đầu liếc nhìn thượng quan môn cố ý nói đêm đó tôi cực kỳ sung sướng anh ấy còn lợi hại hơn tưởng tượng của tôi sau khi trải qua đêm đó tôi cảm thấy cả đời này sẽ không cần người khác nữa chỉ cần mình anh ấy là đủ rồi thượng quan môn suýt chút nữa điên lên vì giận dữ anh ta không ngờ lương cung nhạn sương lại có thể vì một kẻ hấp hối sắp chết mà chọc giận anh ta anh ta cảm thấy thật khó hiểu nhạn sương em đừng đùa bỡn anh nữa tên ngốc đó chỉ là con chó không thể rời khỏi quan lĩnh mà thôi, cậu ta có gì tốt chứ, cậu ta kém tôi rất nhiều, tại sao em? Tôi thật lòng thích anh ấy, anh quản được sao? Lương cung nhạn xương ngắt lời thượng quan môn, cô ta cố ý nói như vậy, nhưng không biết tại sao, sau khi nói xong cô ta lại cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Thượng quan môn không nói gì, ánh mắt lóe lên vẻ độc ác, nhưng nhanh chóng biến mất. Tầng 2 diễn võ quán, Ba của Thượng quan Môn, Thượng quan Khuyết đang ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm phía dưới lôi đài. Ông ta đến đây không phải chỉ để xem khiêu chiến đăng thiên thê mà con trai ông ta tiêu tốn 9 tỷ tổ chức, với ông ta có xem khiêu chiến này hay không cũng không hề quan trọng. Mục đích thực sự của ông ta khi đến quan lĩnh lần này là vì nghĩ cách tạo dựng mối quan hệ với ông chủ quan lĩnh, để mình trở nên quen thuộc với ông chủ quan lĩnh. Trước đó không lâu, Thượng quan Khuyết đã nhận được tin tức chính xác đã điều tra được nguyên nhân vô cớ phá sản của tập đoàn thế giới hạng nhất khu vực Đông Nam Á 3 năm trước, phía sau chuyện này có sự nhúng tay của quan lính. Sau khi biết tin này, thượng quan khuyết lập tức ý thức được sự đáng sợ của quan lính, có thể lặng lẽ làm cho một tập đoàn thế giới hạng nhất phá sản thì chứng tỏ thực lực phải vượt xa nhà thượng quan của ông ta. Trước kia, ông ta vẫn luôn xem thường quan lính, cho rằng quan lính chẳng qua chỉ là một làng du lịch tương đối cao cấp, không có gì đặc biệt thỉnh thoảng gặp ông chủ quan lĩnh ông ta còn chèn ép vài câu bây giờ ngẫm lại thượng quan khuyết cảm thấy hoảng sợ nếu vì những chuyện đó mà ông chủ quan lĩnh ra tay với gia tộc thượng quan thì ông ta căn bản không hề có sức chống trả tập đoàn bị âm thâm làm cho sản 3 năm trước đây lại cùng phe với gia tộc thượng quan đây chính là nguyên nhân khiến ông ta cảm thấy sợ hãi nên mượn cớ con trai mình tiêu tiền tổ chức khiêu chiến đăng thiên thê ở quan lĩnh ông ta lập tức đi tới quan lĩnh mục đích là để lấy lòng ông chủ quan lĩnh, để ông chủ quan lĩnh bỏ qua hiểm khích lúc trước, buông tha cho nhà thượng quan. Ông ta ngẩng đầu, nhìn sang khu vực quan sát tốt nhất ở tầng 2, lúc này Lâm Trung Thiên đang ngồi ở đó, ánh mắt bình tĩnh, trên người lại tản ra uy nghiêm khó mà kháng cự. Quả nhiên là kẻ thâm tàng bất lộ sao trước kia mình còn tưởng khí thế đó của ông ta là giả vờ nào ngờ lại là thật, có lẽ sau này ông ta vẫn sẽ tiếp tục che giấu, may mà mình biết được tin tức này, nếu không tương lai nhà họ thượng quan, thật đáng lo. Sao thâm tàng bất lộ, người có tài năng, trí thức nhưng không khoe khoang. Thượng quan khuyết lầm bẩm nói, lúc này Lâm Trung Thiên ngẩng đầu, quay nhìn sang bên này một chút, hai người đối mặt với nhau, thượng quan khuyết cảm thấy toàn thân như bị điện giật, tất cả lông tơ đều dựng hết cả lên. Sau lưng ông ta đổ mồ hôi lạnh, ông ta cảm thấy hơi bất an, cũng may ông ta là ông chủ của gia tộc thế giới hạng nhất nên không có biểu hiện ra ngoài thật đáng sợ, chỉ một ánh mắt đã có thế dọa mình sợ đến như vậy, xem ra lần này mình đến đây là đúng rồi, thượng quan khuyết nói thâm. Nghe bọn họ nói, ông chủ quan lĩnh có một người con trai, cũng không biết con trai ông ta đang ở đâu. Nếu mình biết được thì nhất định phải để thượng quan môn làm quen với cậu ta một chút, dù có làm đàn em của cậu ta cũng được. Hiện người biết thực lực chân chính của quan lĩnh cũng không nhiều, nếu thượng quan môn có thể sớm tạo dựng mối quan hệ với con trai của ông chủ quan lĩnh thì là chuyện tốt với nhà họ thượng quan. Trên lôi đài, Lý Hắc Thán tỏ vẻ hết sức sốt ruột nhìn chăm chăm Lâm Thanh Diệt, nói, đại ca, sao đầu óc anh lại chậm chạp như thế chứ, nếu anh nghe tôi thì hai chúng ta đã chuôn khỏi chỗ này rồi. Tôi biết máy bay trực thăng của bọn họ đậu ở đâu, chúng ta có thể đi trộm một cái, chạy khởi nơi này, như vậy ít nhất vẫn còn chút hy vọng sống, nhưng sao anh lại kiên quyết tham gia cái đăng thiên thê đáng chết này chứ nếu đã tham gia cái này thì về cơ bản đã không còn đường sống tiếp rồi lâm thanh diện cười với lý hắc thán mở miệng nói cậu không hề có lòng tin với thực lực của tôi như vậy sao tôi còn chưa bắt đầu đánh mà cậu đã mong tôi chết đi rồi lý hắc thán bất đắc dĩ lắc đầu nói không phải tôi không tin thực lực của anh mà là đăng thiên thê này thật sự quá kinh khủng anh hãy nghĩ kỹ một chút xem mười cao thủ giỏi nhất sẽ lần lượt đánh anh một cái dù thực lực của anh đều mạnh hơn bọn họ nhưng thể lực cũng không thể chống đỡ được đến khi đánh bại tất cả bọn họ mà được rồi cậu hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh xem là được tôi sẽ để cho cậu kiến thức cái gì gọi là giới hạn cao nhất của con người lâm thanh diện mở miệng cười thấy lâm thanh diện nói như vậy lý hắc thán cũng chỉ có thể im lặng không nói nữa xung quanh các cao thủ trên bảng chiến thần đều có chút hả hay nhìn chằm chằm lâm thanh diện Rõ ràng, bọn họ cũng không cho rằng Lâm Thanh Diện có thể sống sót, hơn nữa đều rất sẵn lòng nhìn thấy cảnh Lâm Thanh Diện chết trên lôi đài. Các người hãy nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tên này, cứ như là cậu ta thật có thể đánh thắng 10 cao thủ lợi hại nhất trên, bảng chiến thần, vậy, thật buồn cười. Thực lực của người này không yếu, có thể đánh ngang ngửa Lý Phật, đúng là rất lợi hại, vừa ý rồi. Ở khiêu chiến đăng thiên thê, nếu cậu ta muốn tiếp tục đối đầu Lý Phật thì trước tiên cần phải đánh bại chín cao thủ thực lực không hề kém Lý Phật là mấy, đây cũng không phải chuyện đùa đâu. Ngay cả ông chủ quan lĩnh cũng đến xem trò cười của cậu ta, tôi thấy thằng nhóc này không những đắc tội cậu chủ thượng quan mà không chừng còn đắc tội ông chủ quan lĩnh nữa đây. Thời gian chậm chạp trôi qua, Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, cảm nhận sức mạnh trong thân thể mình một chút, vẻ mặt hết sức tự tin. Trên người anh có chỗ khác hẳn với người thường đây cũng chính là bí mật lớn nhất, chỗ dựa lớn nhất của anh. Trước kia, chưa từng có ai có thể buộc anh dốc hết sức, nên trong lòng anh cũng có chút ngứa ngáy. Dù sao nếu cả đời không thể dùng đến át chủ bài thì chẳng khác gì không có. Nhưng tình hình hôm nay, đúng là thời cơ biểu hiện tốt nhất của anh, vừa nãy anh không hề đùa với Lý Hác Thán, anh phải bày ra giới hạn cao nhất chân chính của cơ thể con người. Suốt cục, thời gian quy định đã đến. Đăng Thiên Thê, chính thức bắt đầu audio điện tử võ tấn bền hết chương 455